Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 49. Sau khi Dương Bách Xuyên vượt qua thiên kiếp, đương nhiên là có thể thi triển được kim đan lĩnh vực, đây chính là phần thưởng của thiên đạo dành cho tu chân giả kim đan kỳ, thuộc về thần thông tu luyện, nhưng hắn lại chưa từng thi triển qua. Hiện tại hắn cũng muốn đánh cuộc một phen, không biết hiệu quả sẽ như thế nào, dù sao trong lòng nghĩ lĩnh vực so với lĩnh vực, dù sao thì cũng có thể khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chứ. Hắn cũng đâu thể mỗi lần tấn công kẻ địch dùng lĩnh vực lại để trùng tử ra tay được, nếu cứ như vậy thì trùng tử sẽ không chịu nổi. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên đã bắt đầu sử dụng tới kim đan của mình. Ngay lập tức, kim đan tỏa ra ánh sáng lấp lánh đang không ngừng phóng ra chân khí, lúc này lực lượng thần hồn ở bên trong kim đan làm vật dẫn, hai thứ phụ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt đã phóng thích ra ngoài. Dương Bách Xuyên phát hiện, bản thân hắn lúc này giống như là mắt trận. Sau khi chân khí của kim đan và lực lượng thần hồn dung hợp lại với nhau, hình thành nên một loại sức mạnh khác tản ra ngoài, chốc lát đã lan tới 1.000 mét. Theo như truyền thừa kể lại về phạm vi của kim đan lĩnh vực, phạm vị kim đan lĩnh vực sơ kỳ là 300 mét, trung kỳ là 600 mét, hậu kỳ là 900 mét. Nhưng bây giờ tu vi của hắn mới chỉ là kim đan sơ kỳ, theo logic mà nói, phạm vi lĩnh vực hẳn là 300 mét, không ngờ trong nháy mắt lại đạt tới tận 1.000 mét. Điểm này thực sự đã làm cho Dương Bách Xuyên choáng váng. Sau khi thi triển kim đan lĩnh vực, phạm vi trong vòng 1.000 mét, tất cả đều hiện lên trong đầu hắn, ngay cả âm thanh kiến bò cách đó 1.000 mét, kể cả những cái vòi nhỏ xíu trên cơ thể con kiến nhỏ cũng xuất hiện rõ ràng trong, giống như là mắt hắn mọc trên người con kiến vậy. Cảm giác này rất giống với lực linh thức, nhưng Dương Bách Xuyên biết loại năng lực này tuyệt đối không phải là thứ mà linh thức có thể so sánh. Trong phạm vi 1.000 mét này, hắn có một loại ảo giác, hắn giống như thần linh, muốn làm gì cũng chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành. Dương Bách Xuyên cảm nhận được có rất nhiều lực lượng, nguyên tố tồn tại trong phạm vi này, rõ ràng nhất chính là sức mạnh của ngũ hành linh khí. Ngoại trừ ngũ hành linh khí, Dương Bách Xuyên còn có thể cảm nhận được có 5 loại lực lượng nguyên tố cùng tồn tại trong khoảng phạm vi 1.000 mét này, hoặc nói đúng hơn là tồn tại trong lĩnh vực của hắn. Cẩn thận cảm nhận lại, trong 5 lực lượng kia, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là lực lượng mà hắn rất quen thuộc lôi điện chi lực. Đây là lực lượng mà khi hắn vừa vượt qua được thiên kiếp thiếu chút nữa đã ngỏm mất, đánh chết hắn cũng không bao giờ quên. Tiếp theo hắn cảm nhận được chính là lực lượng của mưa và gió, giống hệt với lực lượng mà hắn từng nếm khổ sở khi ở bí địa núi Trường Bạch. 3 lực lượng nguyên tố kia, lại khiến Dương Bách Xuyên có chút xa lạ. Trong đó có 2 loại lực lượng rất đặc biệt, một thì khiến cho người ta cảm giác như nó có thể đốt cháy được bản vật, loại kia thì vừa vặn tương phản, tinh khiết vô cùng. Còn một loại cuối cùng mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác không quá mạnh mẽ, nhưng lại là một ảo ảnh mênh mông. Cộng lại không nhiều không ít, vừa vặn 10 loại lực lượng nguyên tố. 5 nguyên tố của trời đất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, mưa gió. Đây là 7 lực lượng nguyên tố quen thuộc nhất. Còn về 3 loại còn lại, một âm một dương, một mênh mông bát ngát, Dương Bách Xuyên có chút xa lạ, nhất thời hắn nghĩ không ra rốt cuộc đây là lực lượng của nguyên tố nào. Nhưng mà, sau một khắc hắn nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt đất, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh cảm, đột nhiên hắn hiểu rõ 3 lực lượng cuối cùng này là cái gì. Đây chính là sức mạnh nguyên tố của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Sức mạnh của mặt trời thiên dương, mặt trăng thì thiên âm, còn những vì sao thì lấp đầy bầu trời mênh mông rộng lớn, đây không phải là mênh mông không gì sánh được sao. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thông suốt, sức mạnh nguyên tố luôn tồn tại trong kim đan lĩnh vực của hắn, chính là ngũ hành của trời đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cuối cùng là lực lượng nguyên tố của đất trời, lôi điện, mưa gió, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Hắn biết mình có thể cảm nhận được những sức mạnh nguyên tố này trong kim đan lĩnh vực có nghĩa là gì. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, kim đan lĩnh vực của hắn cảm nhận được những sức mạnh này, đồng nghĩa với việc hắn có thể mượn 10 loại lực lượng này để chém giết kẻ địch, đương nhiên là chỉ giới hạn trong phạm vi kim đan lĩnh vực. Nhưng dù là như vậy thì cũng là năng lực nghịch thiên lắm rồi. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ tới. Có phải trong kim đan lĩnh vực của hắn xuất hiện 10 loại lực lượng nguyên tố của đất trời, có phải là liên quan tới thiên phú thập chuyển kim đan của hắn không? Bởi vì không nhiều cũng không ít,
vừa vặn 10 loại lực lượng nguyên tố, hơn nữa trên kim đan của hắn còn có 10 hoa văn thần bí, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Dựa theo ghi chép của điển tịch tu chân, kim đan sẽ không xuất hiện hoa văn, nhưng hắn lại có, hơn nữa lại có tới 10 cái hoa văn. Lẽ nào đây chính là thiên phú của thập chuyển kim đan sao? Dương Bách Xuyên thầm lẩm bẩm. Cảm nhận được 10 loại sức mạnh nguyên tố của thiên địa trong kim đan lĩnh vực, điều này khiến Dương Bách Xuyên phấn khích tới tim đập nhanh. Không chỉ có như vậy, sau khi thi triển ra kim đan lĩnh vực, Dương Bách Xuyên còn phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thú vị. Kim đan lĩnh vực của hắn trực tiếp bao trùm kim đan lĩnh vực của Giản Thành, cảnh giới tu vi của Giản Thành là kim đan trung kỳ đỉnh phong, kim đan lĩnh vực của hắn ta có phạm vi 600 mét, điều này phù hợp với quy luật của lĩnh vực. Dương Bách Xuyên quả thật không thể giải thích nổi kim đan lĩnh vực của mình, vì sao cảnh giới tu vi mới chỉ kim đan sơ kỳ lại có thể đạt được 1000 mét, phạm vi lĩnh vực khổng lồ trực tiếp vượt qua cả kim đan lĩnh vực hậu kỳ. Tất cả những thứ này chỉ có thể là nhờ vào thập chuyển kim đan của hắn. Cũng lúc này, Tiểu Hòa Thượng và huynh đệ họ Gia Cát, còn có 3 tên lính đang đuổi theo bọn họ cũng nằm trong phạm vi kim đan lĩnh vực của hắn, lúc này hắn nhìn thấy 3 tên lính kia sắp đuổi kịp Tiểu Hòa Thượng rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, vận dụng ý niệm điều động ngũ hành chi lực trong lĩnh vực, tụ lại từ xa, tạo thành một khí thế oai phong muốn đuổi theo 3 gã binh lính phía sau Tiểu Hòa Thượng. Khoảnh khắc tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Ngũ hành chi lực mà hắn điều động, ngay tức khắc đã xuất hiện trên người 3 gã binh lính, sau đó toàn thân bọn họ đều trở nên run rẩy, suýt chút nữa đã ngã quỵ, toàn thân đột nhiên bị áp lực đột ngột bởi chân khí trong khu vực. Dương Bách Xuyên biết đây chính là khí thế uy áp của ngũ hành chi lực, trong lĩnh vực của hắn, cho dù bọn họ muốn di chuyển một chút cũng khó, chỉ cần thần hồn của hắn cường đại thì có thể không ngừng gây áp lực cho 3 người họ. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm cười. Thực ra, trong kim đan lĩnh vực, hắn chỉ cần tùy tiện thả ra một ý niệm điều động sức mạnh ngũ hành để đối phó với 3 gã binh lính, đây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, Giản Thành đang đứng cách Dương Bách Xuyên hơn 10 mét, hắn ta không hề biết sau khi Dương Bách Xuyên thi triển ra kim đan lĩnh vực đã hoàn toàn bao trùm phạm vi 600 mét của hắn, thấy Dương Bách Xuyên đứng im bất động, vẻ mặt như đang suy tư. Còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên không động được thứ gì trong kim đan lĩnh vực của hắn, căn bản là không thể phóng ra kim đan lĩnh vực sơ kỳ. Vì thế, Giản Thành mới cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là tay gà mơ vừa mới vượt qua kim đan kiếp, mà bản thiếu đây đường đường là cảnh giới tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong, lẽ nào cha mẹ ngươi không nói với ngươi thế nào là chênh lệch tu vi hay sao? Còn vọng tưởng thi triển kim đan lĩnh vực nhỏ nhoi của ngươi trong phạm vi của ta? Đúng là ngu dốt. Bản thiếu ra cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao đá căn nguyên ra đây, nếu không ngươi sẽ chết. Dương Bách Xuyên đứng bất động, nghe Giản Thành nói xong, bèn nhìn hắn ta như một tên ngu ngốc. Thứ nhất, hai chúng ta ai sống ai chết còn chưa chắc, nhưng ta chắc chắn sẽ không chết, vậy người chết chỉ có thể là ngươi rồi. Thứ hai ta muốn nói một câu, ngươi ngu chết đi được, không nhìn thấy 3 tên lính ngươi mang đến đang không di chuyển được sao? Đá căn nguyên đã sớm bị luyện hóa tan thành mây khói rồi, tin hay không tùy người, dù sao thì ta cũng tin. Thứ ba, hai từ, ngu dốt, này ta trả lại cho ngươi, ngại quá, kim đan lĩnh vực của ông đây đã phóng ra ngoài rồi, ha ha, khiến ngươi thất vọng rồi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Dương Bách Xuyên, Giản Thành theo bản năng nhìn về 3 binh lính, quả nhiên phát hiện bọn họ dường như có gì không đúng, đứng ở bên kia bất động, toàn thân đang run rẩy. Vẻ mặt như đang kìm nén, biểu cảm kia hoàn toàn giống như đang ở trong khu vực. Lần này Giản Thành hết sức buồn bực, sau khi kim đan lĩnh vực của hắn mở ra, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Dương Bách Xuyên, mà không phải là 3 tên lính. Chuyện gì thế này? Lẽ nào những gì tên tiểu tử này nói là thật hay sao? Hắn ta đã phóng ra kim đan lĩnh vực rồi. Có điều cho dù hắn ta đã thả kim đan lĩnh vực ra thì cũng chỉ mới dừng lại ở sơ kỳ mà thôi. 3 tên linh kia cũng là cảnh giới tu vi kim đan sơ kỳ, Dương Bách Xuyên đừng nghĩ tới chuyện áp chế được bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, bộ dạng của 3 kia chính là bị lĩnh vực áp chế tới không động đậy được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Giản Thành đột nhiên dâng lên một linh cảm không lành. Dương Bách Xuyên không thèm quan tâm Giản Thành nghĩ thế nào, hắn lại cười nói, Giản đại thiếu, tay gà mờ như ta biểu diễn cho ngươi một tiết mục, xem cho kỹ đây. Cơ hội không thể bỏ lỡ,
ha ha ha. Dứt lời, Dương Bách Xuyên chậm rãi nói với ba gã binh lính bị hắn trấn áp, mưa gió hóa đao, giết. Khi từ cuối cùng vừa kết thúc, đôi mắt của Giản Thành mở to, chỉ thấy trên đầu của ba gã lính đột nhiên xuất hiện ba thanh đao, chém xuống theo chữ, giết, của Dương Bách Xuyên. Giây tiếp theo, ba tên không kịp kêu lên một tiếng đã bị ba đại đao chém xuống, mỗi người bọn họ đều bị chém thành hai nửa, chết ngay tức khắc. Giản Thành vô cùng khiếp sợ, một màn quỷ dị như vậy, đánh chết hắn cũng không thể hiểu nổi, nhưng bản năng nói cho hắn biết, hiện tại nhanh chóng chạy trốn mới là thượng sách, tên Dương Bách Xuyên này đúng là tà tính. Nếu còn không đi, chỉ sợ người chết sẽ là Giản Thành hắn. Muốn chạy sao, muộn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Giản Thành vận công chân khí thì liền biết hắn ta muốn bỏ chạy, có điều, trong phạm vi cường đại như vậy, sao hắn có thể để Giản Thành có cơ hội chạy trốn được. Giây tiếp theo, Giản Thành bắt đầu sợ hãi, hắn phát hiện bản thân không cử động được, cơ thể như bị núi lớn đè lên, toàn thân xuất hiện một loại áp lực khổng lồ, hắn biết đây chính là lĩnh vực uy áp, mượn sức mạnh của trời đất để trấn áp trong lĩnh vực. Đây là thủ đoạn mà tu sĩ kim đàn nào cũng sẽ có. Một giây trước, hắn còn đang dùng lĩnh vực để trấn áp Dương Bách Xuyên, giây sau hắn đã bị đảo ngược lại. Rất mỉa mai, nhưng nó lại là sự thật. Giản Thành phát hiện, kim đan lĩnh vực của hắn hoàn toàn mất đi tác dụng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn khiếp sợ, trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu nói, làm sao có thế? Theo lý thường mà nói thì thật sự không có khả năng. Nhưng hiện tại hắn lại đích thân trải qua. Dương Bách Xuyên quả thật đã thi triển ra kim đan lĩnh vực của hắn, một tay gà mờ kim đan sơ kỳ lại thành công thi triển phạm vi trước một tu chân giả kim đan trung kỳ như hắn, mấu chốt là, Giản Thành không hề cảm giác được sự tồn tại của nó. Đây mới thật sự là điều kinh khủng nhất đối với Giản Thành. Cho dù là cảnh giới kim đan hậu kỳ, hắn cũng có thể cảm nhận được phạm vi của đối phương, nhưng của Dương Bách Xuyên thì hắn lại hoàn toàn không phát giác. Điều này chỉ có thể nói là, phạm vi của Dương Bách Xuyên đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù hắn cố gắng hết sức để vận công lực lượng trong cơ thể, nhưng cũng không cách nào loại bỏ được áp lực trên cơ thể. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, toàn thân Giản Thành đổ cả mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi không tự chủ được mà dâng lên. Ngươi, hắn định nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Lúc này, Dương Bách Xuyên bước từng bước về phía hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mang theo ánh mắt giống như là mèo nhìn thấy chuột, trông vô cùng quỷ dị. Nhưng nụ cười của Dương Bách Xuyên trong mắt Giản Thành mà nói, không khác gì là triệu hồi ác quỷ. Có phải ngươi muốn nói, không thể nào. Ha ha, thân là tu chân giả, trên đời này không có chuyện gì là không thể. Hiện tại, Giản Thành, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Bách Xuyên kéo dài giọng. Không, ngươi không thể giết ta được. Ta là một trong thập đại tông môn cường đại nhất của địa hạt Đại Sơn, cháu trai của trưởng lão M. Dương Tông, người giết chết ta thì đừng nghĩ tới chuyện sống sót. Trên trời dưới đất sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân, ngươi không thể giết ta được. Giản Thành run lẩy bẩy nói. Dương Bách Xuyên sững sờ, không ngờ cái gì mà M. Dương Tông còn là một trong 10 tông môn lớn nhất địa hạt Đại Sơn, Giản Thành là cháu trai của trưởng lão, chẳng trách hắn lại kiêu ngạo luôn mồm luôn miệng tự xưng bổn thiếu, hóa ra là nhị đại. Dương Bách Xuyên cười lạnh nói như vậy thì ngươi chính là thế hệ giàu có đời thứ hai rồi. Mặc dù Giản Thành không hiểu Dương Bách Xuyên đang nói cái gì mà nhị đại, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Dương Bách Xuyên dừng lại, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem bộ dáng suy tư của Dương Bách Xuyên hắn có tưởng là Dương Bách Xuyên nghe thấy tên sư môn của mình thì liền sợ rồi. Hắn lập tức lại dở thói kiêu ngạo nói, Dương Bách Xuyên ngươi mau thả ta ra, giao đá căn nguyên cho ta, ra đây có thể đứng ra bảo đảm cho ngươi. Thành Chiêu Giao sẽ không tìm tới ngươi gây phiền toái nữa. Dương Bách Xuyên nhìn Giản Thành như một thằng ngu, Giản đại thiếu, ngại quá M. Dương Tông là cái quỷ gì, ta không biết, vì vậy ngươi vẫn nên đi chết thì hơn, ngươi cho rằng ông đây là đứa con nít 3 tuổi hay sao? Nếu như hôm nay ta không trấn áp được ngươi, sợ là đã sớm chết trong tay ngươi rồi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên giơ tay chỉ về phía Giản Thành, mượn sức mạnh của mặt trời, đốt. Lúc này là khi mặt trời mọc, trong kim đan lĩnh vực, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rất rõ ràng lực lượng của mặt trời, hắn có thể mượn ánh nắng bao phủ ở khắp mọi nơi, tất cả sức mạnh của mặt trời đều tập trung trên người Giản Thành. Giây tiếp theo,
Giản Thành la lên thảm thiết, a a, toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa. Dương Bách Xuyên biết đây chính là lực lượng của mặt trời, loại lực lượng mạnh mẽ có thể thiêu đốt vạn vật. Giống, a a. Tiếng hét của Giang Thành vang vọng khắp bầu trời. Dương Bách Xuyên cũng không hề dừng lại, tiếp dùng mượn sức mạnh của mặt trời hướng lên người Giản Thành, kim đan lĩnh vực mượn uy của trời đất, mượn vận dụng sức mạnh của trời đất, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Lập tức, tiếng thét dài đi kèm tiếng chửi mắng của Giản Thành, gào, Dương Bách Xuyên ta sẽ khiến ngươi chết không tử tế, a. À. Lúc này, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu, thằng nhóc thối, mau rút lui, đối phương muốn tự bạo kim đan, nhanh. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết cái gì là tự bạo kim đan, nhưng nghe được giọng nói đầy nghiêm túc của sư phụ, hắn không cần nghĩ, dùng chỉ xích thiên nhai công nhanh như chớp lùi về phía sau. Cũng vào lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được phía sau tản ra một lực lượng khí tức ngút trời, điều này khiến hắn hoảng sợ, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Cũng may mà có sư phụ nhắc nhở, lúc này hắn đã cách Giản Thành 450 mét, trên người Giản Thành vang lên một tiếng rung trời. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được phía sau truyền tới một luồng khí rời núi lấp biển, trong nháy mắt đã ập lên người hắn, hơn nữa kim đan lĩnh vực của hắn cũng bị cỗ lực lượng bạo phát này làm cho vỡ vụn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy, cỗ lực lượng này tản ra từ trên người Giản Thành. Mới một giây trước, sau khi Giản Thành mắng chửi hắn xong, toàn thân anh ta nổ tung thành xương máu, tiếp theo chính là một cỗ lực lượng áp đảo bộc phát ra. Cách Giản Thành 450 mét, luồng khí sau khi Giản Thành tự bạo, Dương Bách Xuyên cảm nhận còn nhanh hơn chỉ xích thiên nhai công của hắn mấy lần, Dương Bách Xuyên lập tức bị tác động tới. Phụt! Phun ra một ngụm máu, Dương Bách Xuyên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xương cốt toàn thân như gãy thành từng đoạn một. Dầm! Sau khi bị bay ngược ra ngoài hơn 30 mét, cơ thể của Dương Bách Xuyên mới rơi xuống đập thẳng vào trong đất bùn, in hẳn một hình người xuống dưới. May mà hắn đã liệu trước được tình hình, bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn sống. Một lúc sau Dương Bách Xuyên mới lấy lại được hơi thở, nhưng cơ thể hắn đã mất đi ý thức. Lão đại! Dương đại ca! Ba người tiểu hòa thượng đã đi cách đó mấy trăm mét, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn. Bọn họ thấy cơ thể Dương Bách Xuyên bay ra ngoài mấy chục mét, sau đó là bất động. Ba người vội vàng chạy tới kiểm tra. Lão đại, huynh thế nào rồi? Ánh mắt tiểu hòa thượng đỏ lên, vừa đỡ Dương Bách Xuyên dậy vừa hỏi. Khụ khụ, phụt, sắc mặt Dương Bách Xuyên trắng như tờ giấy, ho khan rồi phun ra một ngụm máu. Dương đại ca, huynh thế nào rồi? Huynh đệ họ Gia Cát cũng lo lắng. Không sao, mọi người hộ pháp giúp ta. Chị thương trước đã. Dương Bách Xuyên dặn dò ba người họ một tiếng. Được được được. Ba người đồng ý rồi kéo dài khoảng cách Dương Bách Xuyên, bảo hộ cho hắn. Thật ra, lúc này kẻ địch đều chết hết rồi, làm gì cần bảo hộ, nhưng dù sao nơi này cũng là đồng không mông quạnh, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Dương Bách Xuyên không rảnh quan tâm ba người bọn họ nữa, lần này nội thương ngoại thương đều có cả, hơn nữa vết thương còn không nhẹ. May mắn duy nhất là vẫn chưa tương tổn tới thần hồn. Có nước sinh mệnh ở đây, bị thương nghiêm trọng tới đâu cũng có thể phục hồi, thì là mất chút thời gian mà thôi. Hắn lấy nước sinh mệnh từ trong bình càn khôn rồi nuốt xuống, bắt đầu vận công trị thương. Vốn dĩ còn cho rằng một giọt nước sinh mệnh là không đủ, nhưng nào ngờ, nước sinh mệnh lần này dường như đã phát sinh biến hóa, công hiệu lại mạnh mẽ hơn rồi. Sau khi nuốt xuống bụng, sức sống mãnh liệt trực tiếp bùng nổ trong cơ thể, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được vết thương đang dần phục hồi, xương cốt bị gãy, vết bầm trên người, từng cái một bình phục lại. Con càng thể hiện nhiều sức mạnh trong lĩnh vực kim đan thì người ta sẽ càng ghen tị, cuối cùng con sẽ may áo cưới cho người khác, công dã tràng, đến lúc đó con khóc cũng không kịp. Vân Thiên Tà cực kỳ nghiêm túc nói. Lời nói của sư phụ Dương Bách Xuyên vô cùng nghiêm túc, khiến hắn khó hiểu hỏi, lão già đáng chết. Người nói tới mức làm con hồ đồ luôn rồi, chốc thì người bảo kim đan của con trâu bò, chốc thì lại bảo là đại họa, cuối cùng là tốt hay xấu đây? Vân Thiên Tà hừ lạnh một tiếng nói, học phúc đi đôi với nhau, mặt tốt tất nhiên là tương lai con có tiềm lực vô hạn, đi được rất xe trên con đường tu chân, nhưng điều kiện tiên quyết là con có thể còn sống, đừng chết hiểu giữa đường.
Hôm nay vi sư sẽ nói cho con biết phúc họa lợi hại của kim đan, nói xong ưu điểm rồi, bây giờ vi sư sẽ giải thích cho con chỗ xấu. Trên con đường tu chân, kim đan chỉ mới là ngưỡng cửa tiến vào đại đạo, sau khi đạt được kim đan thì có thể kim đan nhập thần hồn, trên lý thuyết chỉ cần thần hồn bất diệt thì có thể trường sinh, vì vậy kim đan là quan trọng nhất, kim đan cấp bậc càng cao thì càng có thể chứa đựng thần hồn mạnh mẽ. Trong cảnh giới tu chân, bình thường thì có hai thiên kiếp phải vượt qua, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là thiên kiếp kim đan, được gọi là tiểu thiên kiếp. Cái thứ hai là đại thiên kiếp khi cảnh giới tu vi đạt tới độ kiếp kỳ. Đại thiên kiếp mới là kiếp nạn chân chính của tu chân giả. Tuy rằng tiểu thiên kiếp cũng nguy hiểm, nhưng chỉ cần người tu luyện căn cơ cho tốt thì thông thường đều có thể vượt qua, nhưng đại thiên kiếp thì khác. Nếu thành công vượt qua đại thiên kiếp của độ kiếp kỳ có nghĩa đã phi thăng thành tiên, chính thức trở thành tiên trường sinh bất tử. Vì vậy đại thiên kiếp muôn vàn khó khăn, trong 10 người không sống nổi một người, trong vạn người không sống nổi một người, trong vạn vạn người không sống nổi một người. Thế nhưng câu cửa miệng của giới tu hành chính là, thiên đạo vô tình cũng hữu tình, tất cả vô tình thì dành cho tu chân giả lúc độ đại thiên kiếp, quá mức khó khăn không độ qua được, cho nên mới vô tình. Còn hữu tình chính là lúc ở độ kiếp kỳ, nếu không độ qua được đại thiên kiếp thì vẫn còn một cơ hội gian nan hơn, nhưng vẫn có thể dò ngón con đường thành tiên. Cơ hội đó được gọi là, binh giải tán tiên, cũng chỉ là sau khi độ kiếp thất bại có thể buông tha cơ thể, binh giải tu tán tiên, chính là loại trạng thái này của vi sư. Thế nhưng con đường tán tiên còn khó hơn con đường tu chân nghìn lần vạn lần. Tán tiên không có cơ thể, chỉ có cơ thể năng lượng, nội chủng là thần hồn thuần tùy. Tán tiên có đại kiếp nạn, cách mỗi ngàn năm một lần đại thiên kiếp thử thách, tổng cộng phải vượt qua 12 lần mới có thể thoát khỏi gông xiềng thiên kiếp. 12 lần đại thiên kiếp đó, lần này mạnh hơn lần trước. Ha ha, người có thể vượt qua được, không từ ngữ nào có thể hình dung, chua xót trong đó chỉ có tự bản thân biết. Tất cả mọi tu chân giả không đến khoảnh khắc sống còn thì không muốn binh giải tu tán tiên. Mà tán tiên là thể thần hồn, có vài loại người tà ác để tránh né trừng phạt của đại thiên kiếp cách mỗi nghìn năm một lần thường sẽ đi con đường cực đoan, tìm một vật dẫn để né tránh thiên kiếp, thậm chí là tu luyện lại từ đầu. Loại tình huống này nói trắng ra là đoạt xá tu luyện lại, mà đối tượng đoạt xá chính là tu chân giả cảnh giới kim đan. Thần hồn của tán tiên mạnh mẽ, kim đan cấp bậc thông thường căn bản không thừa nhận được thần hồn của tán tiên, vì vậy kim đan cấp bậc cao liền trở thành lô đỉnh tốt nhất trong mắt của những tán tiên muốn tu luyện lại. Về phần con, ha ha, vi sư dám nói, chỉ cần kim đan cấp bậc 10 vòng thập toàn thập mỹ của con bị tán tiên, hay là một vài quái vật thần hồn biết. Nhất định sẽ giấy lên gió tanh mưa máu, thậm chí là chấn động tam giới, vì vậy bây giờ thằng nhóc con đã rõ chưa? Vân Thiên Tà thong thả nói. Nhưng sau lưng Dương Bách Xuyên đã mồ hôi đầm đìa, khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Đột nhiên toàn thân hắn hơi run rẩy, bởi vì Dương Bách Xuyên nghĩ tới hiện tại lão già nhà mình chính là thể thần hồn mạnh mẽ, một thần hồn thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Giọng nói của Dương Bách Xuyên hơi run rẩy. Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp bảo, lão già, à không sư phụ, con đối xử với người cũng không tệ lắm đúng không? Vân Thiên Tà vô thức nói, không tệ cái rắm, thằng nhóc khốn nạn con chẳng hề tôn sư trọng đạo chút nào, há miệng ngậm miệng đều là lão già đáng chết, thậm chí còn thường gây phiền phức cho vi sư. Người ba phen mấy bận khiến thần hồn của vi sư bị tổn hại phải rơi vào trạng thái ngủ say, con nói thử xem chỗ nào không tệ. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy thì khắp người đổ mồ hôi lạnh cuồn cuộn, mang theo âm dung nói, sư phụ, con là đồ đệ của lão già người đó, người không thể làm chuyện trái với thiên đạo được. Làm trái thiên đạo, làm cái gì? Vân Thiên Tà nói tới đây thì đột nhiên kịp phản ứng. Sau đó chính là im lặng nửa ngày, có điều Dương Bách Xuyên lại có thể cảm nhận được giờ phút này thần hồn của lão già vô cùng bạo động, giống như đang nổi bão. Quả nhiên một giây sau giọng nói như tiếng sầm gào thét của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, khốn nạn. Vô cùng khốn nạn, con, đồ nghiệp chướng, con cho rằng vi sư sẽ đoạt xá con hả? Buồn cười, vi sư đường đường là thần hồn thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, đã sớm dựa vào gông xiềng thiên kiếp, há có thể coi trọng thân hình kim đan nho nhỏ của con. Nghiệp chướng mà nghiệp chướng tức chết vi sư. Dương Bách Xuyên bị lão già chửi tới mồ hôi đầm đìa. Lại không dám cãi lại chút nào, nhưng trong lòng hắn lại yên tâm, bây giờ chỉ có thể lẳng lặng nghe mắng.
Lần đầu tiên Dương Bách Xuyên được lĩnh từ tri thức Huyên Bác ra thì bản lĩnh chửi đồng dạy dỗ người khác của lão già cũng là hàng đầu. Hắn bị lão già tức giận không ngừng mắng chửi cả tiếng, dùng câu bị chửi xối xả cũng không đủ để hình dung độ thê thảm. Có điều Dương Bách Xuyên nhận, lúc trước quả thật trong lòng của hắn cũng sinh ra ý nghĩ liệu lão già có đoạt xá của hắn hay không. Đợi đến khi lão già dừng lại, Dương Bách Xuyên lau mồ hôi nói cười làm lành, lão già người thật kỳ lạ, người cũng không thể hoàn toàn trách con được, là tự người nói tán tiên thần hồn càng cao thì càng muốn đoạt xá loại thân thể kim đan như con. Lão nhân gia người là thần hồn thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, sự tồn tại tối cao trên thế gian, con tưởng tượng liệu người có đoạt xá con hay không, đó chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Hừ hừ, con đang vòng vèo mắng vi sư, hay là đang khen vi sư đây? Vân Thiên Tà hừ lạnh, nhưng mà cũng đã hết giận. Hi hi, đương nhiên là khen lão nhân gia người rồi. Con đảm bảo sau này nhất định sẽ không nghĩ lão nhân gia người thành người xấu. Người chính là người tốt với con nhất trên đời ngoại trừ người nhà của con. À không đúng, người chính là người nhà của con, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà. Dương Bách Xuyên nhanh chóng vuốt mông ngựa. Được rồi, thằng nhóc thối đừng nịnh nọt, có điều vi sư thật sự không trách ngươi, sở dĩ chửi bới ngươi chính là muốn chửi người mà thôi, khà khà. Giọng nói của Vân Thiên Tà giống như một lão ngoan đồng. Dương Bách Xuyên mặt mày xám xịt. Thật sự rất muốn đáp lại một câu lão già chết tiệt, nhưng hắn lại không dám. Dương Bách Xuyên chỉ ha ha một tiếng. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại nghe sư phụ nói, hôm nay con có lòng nghi ngờ với ta, kỳ thật điểm này rất chính xác. Sau này hãy nhớ kỹ, hành tẩu trong thế giới tu chân thì không được dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù là vi sư cũng vậy. Binh Pháp có nói, binh giả quỷ đạo giả, binh bất hiếm trá. Kỳ thật đạo lý này ở tu chân giới cũng áp dụng tương tự, thậm chí trên con đường tu chân còn hơn đó gấp trăm ngàn lần. Minh giả chi đạo mà lại quỷ đạo lừa gạt, người tu chân ngàn vạn pháp thuật thần thông, lại càng có thể diễn giải nó vô cùng nhuần nhuyễn. Vì vậy đồ nghi ngốc hãy nhớ, sau này hành tẩu ở tu chân giới phải giữ vững 12 vạn phần cảnh giác, tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Chỉ có như thế thì con mới có thể sống lâu hơn người khác, có thể đi xa hơn. Vi sư chỉ đạo thằng nhóc con trọng tình trọng nghĩa, ở trái đất con chỉ là giới võ cổ, vòng tròn coi như có chút, giá trị vũ lực của võ cổ giả cũng có hạn, con trọng tình trọng nghĩa thì cũng thôi đi. Nhưng ở tu chân giới, lòng người khó lường khó đề phòng nhất, nếu con vẫn còn giống như ở trái đất thì sớm muộn gì cũng sẽ chịu nhiều thua thiệt. Có đôi khi con muốn con có gương mặt Bồ Tát, nhưng ý chí sắt đá mới có thể sinh tồn được ở tu chân giới gian xảo giỏi thay đổi khó lường. Nói đến cùng chung quy tu vi hiện tại của con quá mức nhỏ yếu, vẫn cần phải bảo vệ bản thân thật tốt, thần hồn của vi sư có mạnh cũng không phải vạn năng, cho dù sau này vi sư trở lại tu chân giới, đúc lại cơ thể tán tiên thì cũng không thể bảo vệ con cả đời được. Lúc này Vân Thiên Tà giống như một người cha hiền, không ngại phiền phức giảng giải những khó khăn nghi hoặc trên con đường tu chân cho Dương Bách Xuyên. Điều này khiến cho Dương nào đó rất cảm động, đồng thời nghiêm túc ghi tạc lời của sư phụ trong lòng. Hắn biết những lời nói này của lão già mới là tài phú chân quý nhất của con đường tu chân. Chỉ có sống sót, sống càng lâu thì mới có thể đi xa hơn, nếu không cho dù ngươi kỳ tài ngút trời, nửa đường chết hiểu thì cũng chẳng ai nhớ được ngươi là ai. Sư đồ hai người một giây trước chửi bới, một giây sau đã tâm sự luận đạo. Tóm lại Dương Bách Xuyên biết rõ kỳ thật lão già vẫn rất không tệ với hắn. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, ngay khi Dương Bách Xuyên và sư phụ đang nói chuyện với nhau, núi M Dương ở Châu Nam Sơn thuộc địa hạt Đại Sơn Nam, nơi này là chỗ tông môn của M Dương Tông. Trong điện mệnh bài của M Dương Tông, từng dãy bảng tên vô số trưng bày trong đại điện. Một trong những tấm thẻ trong đó phát ra một tiếng tách, lập tức vỡ vụn. Đệ tử canh chừng trong điện mệnh bài ngẩng đầu nhìn lại thì đột ngột thay đổi sắc mặt, hắn ta đặt tay cầm mệnh bài trong tay. Sau đó xoay người vội vàng rời khỏi. Toàn bộ điện mệnh bài được chia làm nhiều khu vực, cũng có mấy người đang trông chừng. Mệnh bài mà Vương Tam canh chừng là mệnh bài của toàn bộ đệ tử cấp cao của M Dương Tông, vì vậy sau khi hắn ta nhìn thấy mệnh bài vỡ vụn thì không dám chậm trễ chút nào, vội vàng mang theo mệnh bài đi báo tin cho người nhà của mệnh bài. Lúc mệnh bài vừa mới vỡ vụn, có vài người tu vi cao thâm vẫn có thể tra ra một chút manh mối. Mệnh bài vỡ vụn chỉ có một kết quả ngã xuống. Ở Đại Tông Môn,
lúc các đệ tử nhập môn đều phải để lại một tia thần hồn đóng dấu vào trong mệnh bài, thống nhất đặt ở đại điện mệnh bài của tông môn. Làm như vậy chỗ tốt là nếu xảy ra việc ngoài ý muốn bên ngoài thì người của tông môn có thể biết trước tiên, sau đó thăm dò đầu đuôi ngọn ngành, hay nói cách khác là điều tra hung thủ báo thù các kiểu, đồng thời cũng để tông môn biết có đệ tử đã chết, sau khi ghi vào danh sách, tiếp theo lại phải bổ sung chỗ trống. Lỡ như đệ tử vừa chết đảm nhận chức vị quan trọng thì nhất định phải bổ sung ngay lập tức. Vì vậy mệnh bài rất quan trọng. Mà mệnh bài Vương Tam Canh Chừng nói trắng ra đều là mệnh bài của đệ tử hậu bối giới cao tầng trong M Dương Tông, nói trắng ra đều là đời sau của ai đó, cả đám không phú thì quý, đều là người có quyền có bối cảnh có thực lực. Vương Tam rất quen với mệnh bài vỡ vụn hôm nay là mệnh bài của Giản Thành cháu trai được trưởng lão xếp thứ 5 trong 9 đại trưởng lão của tông môn. Ngũ trưởng lão Giản Vô Hình Giản trưởng lão yêu thương nhất. Mệnh bài của Giản Thành vỡ vụn, Vương Tam không dám chậm trễ chút nào. Hắn ta ra phía sau đại điện, vội vàng cưỡi linh thú phi hành đặc biệt dùng cho đại điện mệnh bài, bay thật nhanh tới thẳng nơi ở của ngũ trưởng lão Giản Vô Hình Phong. Ở M Dương Tông ngoại trừ tông chủ ra thì 9 đại trưởng lão đều có ngọn núi độc lập thuộc về mình. Mà Giản Vô Hình thì ở Vô Hình Phong, tên ngọn núi là được đặt theo tên của ông ta. Mấy phút sau, Vương Tam đã bay tới đỉnh núi của Vô Hình Phong. To gan, ai dám phi hành ở Vô Hình Phong? Một tiếng nổ vang vang lên. Nếu đổi lại là bình thường thì Vương Tam sẽ e ngại một chút, nhưng hôm nay hắn ta có trách nhiệm trong người, tin rằng không có ai dám ngăn cản hắn ta. Hoàn toàn chính xác, theo quy tắc của tông môn thì bất kỳ ai cũng không được phi hành ở tất cả các đại chủ phong, toàn bộ phải đi bộ lên núi. Chuyện này là để thể hiện cấp bậc, đồng thời thể hiện sự tôn kính với các trưởng lão. Kẻ nào dám vi phạm, nhẹ thì đánh 50 roi vào thần hồn, không chết cũng bị lột một lớp da, nặng thì trực tiếp bị giết. Lúc này Vương Tam ngồi trên linh thú phi hành, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đệ tử thủ hộ trên Vô Hình Phong, chậm rãi mở miệng nói, đệ tử đại diện mệnh bài Vương Tam cầu kiến Giản trưởng lão, mau đi thông báo, mệnh bài vỡ rồi. Hắn ta vừa nói xong thì đệ tử thủ hộ liền thay đổi sắc mặt, hiển nhiên gã cũng biết đệ tử của đại điện mệnh bài tới đây là sao chổi buông xuống, cũng là trường hợp duy nhất mà đệ tử có thể phi hành được quy định trong môn quy. Gã không ngăn cản nữa, ra hiệu cho Vương Tam đáp xuống, sau đó vội vã chạy vào động phủ đi thông báo. Chẳng bao lâu sau Vương Tam đã được đưa vào động phủ Vô Hình. Sau khi Vương Tam tiến vào đại điện của động phủ thì nhìn thấy ngũ trưởng lão của M Dương Tông Giản Vô Hình. Đệ tử đại điện mệnh bài Vương Tam bái kiến Giản trưởng lão. Hắn ta còn chưa dứt lời đã bị Giản Vô Hình ngắt ngang, mệnh bài của ai bị vỡ, trình lên. Vương Tam ở trước mặt Giản Vô Hình nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh. Hết cách rồi, Giản Vô Hình ngồi ở vị trí cao, tu vi sâu không lường được, khí thế tỏa ra từ người ông ta cũng khiến Vương Tam bồn chồn bất an. Hắn ta quy củ lấy mệnh bài ra nói, bẩm báo Giản trưởng lão, là mệnh bài của Giản Thành thiếu gia. Vương Tam vừa dứt lời thì mệnh bài trong tay đã bay vèo một cái vào tay Giản Vô Hình, đồng thời hơi thở khiến hắn ta hít thở không thông tỏa ra từ người Giản Vô Hình, bịch bịch một phát khiến Vương Tam trực tiếp nằm dạp xuống đất dưới luồng uy áp này, trong lòng hắn ta, nỗi sợ trong lòng quá mạnh mẽ. Vương Tam nhìn thấy Giản Vô Hình mặt mày âm trầm như nước, trong tay nhấp nháy ánh sáng, nhỏ một giọt tinh huyết lên mệnh bài vỡ, ngay sau đó một tàn hồn nhàn nhạt lơ lửng trên mệnh bài vỡ, đúng là tàn hồn của Giản Thành. Thành Nhi, nói cho Gia Gia biết là ai hại con. Giọng nói của Giản Vô Hình hơi run rẩy. Gia Gia, người phải báo thù cho con, là một thằng nhãi tên Dương Bách Xuyên, nó ăn cắp bổn nguyên thạch trong hầm mỏ của U Dương Hải Đường sư tỷ, lúc con đuổi theo bắt thì bị ép tự bạo kim đan. Sau khi tàn hồn của Giản Thành nói xong thì tiêu tan không còn một mảnh. Thành Nhi, yên tâm, nhất định Gia Gia sẽ nghiền xương Dương Bách Xuyên thành cho. Giản Vô Hình mặt mày vặn vẹo đứng dậy, áo bào trên người không gió mà tung bay, toàn bộ đại điện động phủ đều nổi lên gió lớn. Vương Tam nằm dạp dưới đất bên dưới dưới hơi thở mạnh mẽ của Giản Vô Hình, lần này trực tiếp mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên vẫn biết mình đã chọc phải một kẻ địch lớn, sau khi hắn trò chuyện với sư phụ xong thì động suy nghĩ tiến vào trong bình càn khôn. Từ khi bình càn khôn hấp thu sức mạnh của bổn nguyên thạch thì Dương Bách Xuyên vẫn chưa kiểm tra bình càn khôn có thay đổi như thế nào.
Có điều từ việc chỉ vẻn vẹn một giọt nước sinh mệnh đã chữa trị thương tích toàn thân từ trong ra ngoài của hắn hôm nay thì nhất định là lần này Bình Càn Khôn đã có thay đổi thăng cấp rất lớn. Dương Bách Xuyên mang theo chờ mong động suy nghĩ tiến vào trong Bình Càn Khôn, ngay sau đó ý niệm xuất hiện trong Bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên nhìn thấy thay đổi bên trong thì toàn thân chấn động, thoáng cái ngây ngẩn cả người. Bình Càn Khôn hấp thu bổn nguyên thạch có thay đổi là bình thường. Nhưng sau khi ý thức của Dương Bách Xuyên tiến vào Bình Càn Khôn, nhìn thấy cảnh tượng bên trong Bình Càn Khôn, hắn cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, hay nói cách khác là có đi nhầm chỗ không. Trước kia không gian trong Bình Càn Khôn có hồ nước nhỏ, có đất đai. Xung quanh là trạng thái hỗn độn, bao gồm bầu trời trên cao cũng là một màu hoàn toàn mịt mờ, chỉ là một không gian có sự sống chứ không dính dáng chút nào tới một tiểu thế giới. Mà bây giờ Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy một tiểu thế giới xuất hiện trước mắt. Có núi có nước có đất có cây, có trời xanh mây trắng. Điểm quan trọng nhất là lần này sau khi tiến vào Bình Càn Khôn, hắn có thể cảm nhận được số phận có quan hệ mật thiết với không gian trong Bình Càn Khôn hơn. Hồ nước nhỏ lúc trước biến thành một con sông nhỏ rộng chừng 9 thước, ở đầu nguồn là nơi có suối nguồn, đá sinh mệnh vẫn tồn tại như cũ, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Mà trên đá sinh mệnh chính là 6 giọt nước sinh mệnh đọng lại. Bây giờ là 5 giọt, cộng thêm một giọt hắn sử dụng lúc trước cũng còn 6 giọt nước sinh mệnh. Có điều sau khi Dương Bách Xuyên quan sát cẩn thận một chút thì phát hiện nước sinh mệnh và đá sinh mệnh từ màu xanh biếc ban đầu đã biến thành màu xanh sẫm. Hiển nhiên sức mạnh sự sống của nước sinh mệnh đã tăng lên, thảo nào chỉ vẻn vẹn một giọt nước sinh mệnh đã chữa trị được thương tích từ trong ra ngoài nghiêm trọng của hắn trong thời gian ngắn. Tất cả đều đã xảy ra thay đổi về chất. Chỗ suối nguồn ban đầu thì xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi cao chừng 100 trượng, thoạt nhìn cổ thụ trên núi xanh tươi tốt che trời, không ít thảm thực vật đang sinh trưởng. Mà đầu kia của sông nhỏ thì trực tiếp chảy xuống, kéo dài hàng nghìn thước chảy vào trong sương mù hỗn độn. Toàn bộ không gian không thay đổi nhiều lắm, bây giờ chu vi nghìn thước, xung quanh vẫn có sương mù hỗn độn che lấp, giống như một bức màn bí ẩn bao phủ. Linh khí thì sung túc gấp 10 lần bên ngoài, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng sau này lúc bế quan hắn có thể tiến vào không gian trong Bình Càn Khôn để tu luyện. Bầu trời không xuất hiện mặt trời, nhưng trời xanh mây trắng cũng không tệ. Tuy rằng không gian có diện tích nhỏ nhưng hiện tại chính là một tiểu thế giới xinh đẹp. Còn có một thay đổi là, Dương Bách Xuyên phát hiện số linh dược mà hắn rời tới đây trồng lúc trước, cả cây ít tuổi nhất cũng đã đạt tới 100 năm, có rất nhiều cây đã đạt tới 300 năm. Trong đó có hơn 10 cây đã đạt tới 500 năm. Trong lòng Dương Bách Xuyên tính toán sơ qua một chút, hình như cấp bậc của các loại linh dược thoáng cái đã tăng lên 100 năm. Phát hiện này khiến trong lòng của hắn vô cùng kích động và chấn động, tu chân luyện đan chính là con đường nhanh nhất để nâng cao tu vi, càng là cơ sở để phát triển nền tảng của một tông môn. Như vậy xem ra số linh dược này dùng không được vài năm thì hoàn toàn có thể đạt tới hơn 1.000 năm. Linh dược hơn ngàn năm chính là điều kiện cứng rắn để luyện chế đan dược tầm trung. Điều này cũng tương đương với việc sau này sẽ mang về một cái vườn linh dược khổng lồ, chỉ cần có hạt giống linh dược là có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra linh dược cần thiết. Xóc xách. Trong lúc Dương Bách Xuyên thất thần, chỗ suối nguồn vẫn là một đầm nước sâu, đột nhiên nghĩ tới tiếng bọt nước. Dương Bách Xuyên vừa nhìn sang thì mặt nước phẳng lặng đã nổi lên một vòng gợn sóng cực lớn. Ngay sau đó một con cá rồng toàn thân màu vàng rực rỡ bay vọt lên. Đó là cá rồng Dương Bách Xuyên bắt từ hồ tiên nữ ở quê nhà bỏ vào không gian trong Bình Càn Khôn. Con cá rồng vừa nhảy lên khi nãy đã phát triển gần 3 thước. Dương Bách Xuyên ngầm thừa nhận nó là vua cá rồng, cũng là vì con cá rồng này là con lớn nhất trong cả cái hồ. Vua cá rồng nhảy lên một cái rồi rào rào quay trở về nước. Nó bơi về phía Dương Bách Xuyên. Sau khi tới mép bờ thì lại bơi về, thỉnh thoảng nhìn Dương Bách Xuyên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên sinh ra một loại ảo giác, hình như con cá rồng này là một người bạn cũ, bộ dạng nó nhìn hắn rất kích động. Ngay sau đó bên cạnh cá rồng xuất hiện hơn 10 con cá rồng nhỏ, chúng nó bắt đầu bơi vòng vòng xoay quanh con cá rồng này. Cảnh tượng vào giờ phút này quả không hổ là vua cá rồng. Khoảnh khắc này trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động. Đột nhiên hắn cảm giác được trên người vua cá rồng có linh khí tỏa ra. Khai khiếu ư. Dương Bách Xuyên nhìn vua cá rồng tự nói một tiếng,
hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể của vua cá rồng có linh khí nhàn nhạt phát ra. Đây chính là cư dân phàm trần thành tinh, mà trong mắt tu chân chính là khai khiếu, mở ra linh trí, từ nay về sau con vua cá rồng này có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, bước vào tu hành. Mi là con cá rồng đầu tiên khai khiếu, cũng là sinh linh khai khiếu lớn nhất trong không gian bình càn khôn. Thôi được, ban cho mi một giọt nước sinh mệnh, chỉ mong trong thế giới bình càn khôn linh khí sung túc, ngày nào đó mi cũng có thể có được một lần cơ duyên. Dương Bách Xuyên nói xong thì vung tay lên, một giọt nước sinh mệnh trên đá sinh mệnh bay tới giữa, khua tay một cái, nước sinh mệnh đã bay về phía vua cá rồng. Dường như vua cá rồng cũng biết nước sinh mệnh là đồ tốt, há miệng nuốt nước sinh mệnh vào, rồi bất chợt há mồm phát ra một tiếng kêu to với Dương Bách Xuyên. Tiếng kêu này rất trầm thấp, giống như tiếng ruồi muỗi, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nghe thấy được. Vua cá rồng bơi lội trong nước gật đầu với Dương Bách Xuyên, dường như đang nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, tu hành cho tốt, sau này hy vọng mi có cơ duyên, cá chép hóa rồng. Dương Bách Xuyên cười cười, tâm trạng rất tốt. Cá rồng trong bình càn khôn khai khiếu, nó chính là sinh linh có trí khôn đầu tiên trong bình càn khôn, cũng mang đến sức sống cho bình càn khôn. Ngày sau cá rồng hóa rồng cũng không phải là chuyện không thể, nếu như thành công thì nói không chừng sau này sẽ còn có nhiều cá rồng khai khiếu hơn. Nếu hơn 10 con cá rồng này tất cả đều có thể khai khiếu hóa rồng, nói không chừng chính là long tộc hùng mạnh hiện thế. Dương Bách Xuyên không biết rằng suy nghĩ trong đầu hắn vào vài năm sau thật sự sẽ trở thành sự thật, trong tam giới xuất hiện tộc kim long ngũ trảo thần bí mà hùng mạnh, đương nhiên những chuyện này đều phải nói sau. Hành động hôm nay của Dương Bách Xuyên hoàn toàn là nhất thời nổi hứng, cũng là do thấy cá rồng khai khiếu mà có tâm trạng tốt. Có điều Dương Bách Xuyên hoàn toàn không ngờ rằng một giọt nước sinh mệnh ngày hôm nay của hắn sẽ khiến hắn gặp được một cố nhân. Sau đó Dương Bách Xuyên khẽ động khuếch tán ý niệm, hắn muốn xem thử Vượng Tử và Hầu Đậu Đậu đang ở chỗ nào. Hôm đó lúc tế đàn đài sen sụp đổ hắn liền thu Vượng Tử và Hầu Đậu Đậu vào trong bình càn khôn. Ý niệm vừa khuếch tán đã lập tức tìm được Vượng Tử và Hầu Đậu Đậu, giờ phút này hai con linh thú đều đang ở trên ngọn núi phía sau suối nguồn. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dạng của hai con linh thú, hình như bọn nó cũng đang trong trạng thái tiến hóa, điều này khiến hắn vui mừng trong lòng. Linh khí sung túc trong bình càn khôn xem như không tệ, Vượng Tử nuốt một giọt máu của Phong Vân Thần Khuyển, tiến hóa chính là chuyện đã nằm trong dự đoán. Dương Bách Xuyên rất chờ mong sau khi Vượng Tử tiến hóa sẽ có dáng vẻ thế nào. Dương Bách Xuyên ngược lại không ngờ rằng Hầu Đậu Đậu sẽ tiến vào. Ban đầu hắn còn có chút sững sờ. Nhưng khi hắn nhìn thấy một cây đào treo đầy quả đào đỏ tươi linh khí sung túc trên núi thì liền bừng tỉnh. Cây đào linh quả xuất hiện trên núi, không cần hỏi cũng biết nhất định là Hầu Đậu Đậu đã ăn rồi. Sau khi Dương Bách Xuyên cảm nhận thì trong lòng có chút kinh ngạc. Cây đào này nhất định là cây linh quả thượng đẳng, quả đào kết ra lớn chừng nắm đấm, mỗi quả đều có linh khí và sức sống mạnh mẽ, không hề thua kém nước sinh mệnh bao nhiêu. Thậm chí tổng hợp mà nói thì còn mạnh hơn nước sinh mệnh. Điểm đặc biệt nhất của nước sinh mệnh chính là sức sống mạnh mẽ, mà linh khí tỏa ra từ quả đào trên gốc cây đào quả thật còn nhiều hơn linh khí chứa trong đan thiên nguyên mà hắn luyện chế gấp 3. Thứ này trong mắt Dương Bách Xuyên chính là chí bảo thượng đẳng để luyện đan, có thể dùng để luyện chế đan dược trung đẳng cao giai. Đáng tiếc bên trên chỉ có một quả đào, nếu như Hầu Đậu Đậu đã ăn hết một quả, vậy ban đầu trên cái cây đào này phải có 9 quả mới đúng. Dương Bách Xuyên lập tức khẽ động ý niệm hái tất cả những quả đào còn sót lại xuống. Hắn sợ Hầu Đậu Đậu và Vượng Tử tỉnh lại sẽ gieo họa hết, linh quả thiên địa bực này nên dùng ở nơi quan trọng. Bây giờ nghĩ lại cây linh đào này mới là đại bảo bối lớn nhất xuất hiện sau khi bình càn khôn thăng cấp. May mà Hương Hương không có ở đây, nếu có nó thì chỉ sợ đống đào này đã bị nó trộm ăn hết rồi. Dương Bách Xuyên tự nói một tiếng, sau khi nghĩ tới chồn nhỏ thì trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, nói thật hắn rất nhớ chồn nhỏ. Hương Hương, bây giờ mi đang ở đâu? Dương Bách Xuyên lên tiếng trong càn khôn chốc lát rồi ý niệm thoái lui ra khỏi bình càn khôn, mở mắt ra tỉnh lại. Trong lòng hắn đã quyết định nhất định phải đi tìm chồn nhỏ và đám người nhị đồ đệ Vương Tông Nhân, Ngô Mặc Thu. Nếu hôm đó gió lốc không gian có thể kéo hắn và Tiểu Hòa Thượng vào Sơn Hải Giới. Như vậy nhất định những người khác cũng sẽ bị đưa tới Sơn Hải Giới. Chỉ có điều tế đàn đài sen nổ tung, cũng dẫn đến việc thông đạo Sơn Hải sụp đổ,
gây ra gió lốc không rác, có lẽ đã đưa mấy người bọn họ tới những nơi khác nhau. Dương Bách Xuyên tin rằng nhất định bọn họ đều đang ở Sơn Hải giới. Kỳ thật trong lòng Dương Bách Xuyên lo lắng cho chồn nhỏ Hương Hương nhất, lúc ấy chồn nhỏ đang trong trạng thái bị thương, cũng không biết nó có thể sống sót hay không. Sau khi thương thế khôi phục, Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng chào hỏi anh em Gia Cát xong thì hủy diệt thi thể của ba gã thân binh, sau khi vơ vét tiền bạc trên người bọn chúng thì lập tức tiến vào núi Đường Đình. Bây giờ phải mau chóng rời khỏi trước, băng qua núi Đường Đình tiến vào thành Tán Tu là bọn họ có thể tạm thời an toàn, đã chết một kim đan trung kỳ đỉnh phong giản thành, Dương Bách Xuyên tin rằng thành chủ thành Chiêu Giao và em M. Dương Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Giản Thành tự xưng là cháu trai của trưởng lão M. Dương Tông, tuy rằng Dương Bách Xuyên không để ý nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đề phòng. Dựa theo lời Gia Cát Khổng, Đường Đình cách thành Tán Tu khoảng 500 dặm. Nếu bọn họ muốn vượt thẳng qua cả tòa núi Đường Đình có lẽ sẽ mất khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên chỉ nhếch mép khi nghe thấy điều này. Núi Đường Đình rộng mênh mông vô bờ, hơn nữa làm sao có thể vượt thẳng qua được. Có thể đến thành Tán Tu vào ngày thứ tư đã là nhanh lắm rồi. Núi ở Sơn Hải giới khác với địa cầu, nơi này chính là nơi hoang cổ, đâu đâu cũng có thể gọi là rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ che trời, mãnh thú rất nhiều, quan trọng nhất là đa số đều là yêu thú. Điều này không thể tách ra khỏi môi trường nơi đây, linh khí ở Sơn Hải giới rất sung túc, chuyện dã thú tầm thường khai hóa linh khiếu cũng rất bình thường. Vậy nên trong núi đa số là yêu thú. Phân cấp bậc cao thấp dựa vào thực lực. Khi đi lên núi, do lo có yêu thú nên mới đầu bốn người đi khá chậm. Đến khi trời sắp tối mới cảm giác đã đi được chặng đường trăm dặm rồi, nhưng may mà họ chỉ gặp một số loài thú bình thường chứ chưa có yêu thú xuất hiện. Đối với dã thú bình thường thì Tiểu Hòa Thượng có tu vi thấp nhất trong bốn người cũng có thể giải quyết. Thấy sắc trời ảm đạm dần, Dương Bách Xuyên bèn đề nghị, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi. Buổi tối không đi đường nữa. Mọi người tu luyện nghỉ ngơi, ban ngày lại đi tiếp. Ta thấy trong khoảng thời gian ngắn người của thành Chiêu Giao sẽ không đuổi theo đâu, dù có đuổi theo cũng cần thời gian. Được, Dương đại ca, ta đi tìm nguồn nước, Gia Cát Khổng nói. Vất vả cho ngươi rồi. Tìm nguồn nước ở sâu trong núi lớn rất tiện, Gia Cát Khổng nhìn về một phía và rời đi. Ba người Dương Bách Xuyên đợi khoảng mười mấy phút mà vẫn chưa thấy Gia Cát Khổng trở về. Lúc này, Gia Cát Minh có chút lo lắng nói, Dương đại ca, để ta đi xem tại sao ca ca ta chưa quay lại. Để ta đi, Dương Bách Xuyên mới vừa nói xong thì chợt nghe thấy một tiếng gầm vang lên. Gào! Nghe tiếng kêu thì nó truyền đến từ hướng Gia Cát Khổng rời đi. Sắc mặt ba người biến đổi. Yêu thú sao? Dương Bách Xuyên lập tức phóng như điên về phía Gia Cát Khổng rời đi. Chắc chắn Gia Cát Khổng đã gặp phải yêu thú rồi. Nghe tiếng động thì có vẻ cách khá xa, phải cách ngoài trăm mét. Ca, Gia Cát Minh sốt ruột rời đi và vội vàng đuổi theo Dương Bách Xuyên. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm thầm nói một câu Phật hiệu rồi cũng đuổi theo sau. Mãi mà họ không gặp phải yêu thú, không ngờ khi sắp đến lúc trời tối đi nghỉ thì lại có yêu thú xuất hiện. Khi Dương Bách Xuyên phân biệt rõ được tiếng gầm và chạy như điên qua chỗ cách trăm mét đó, hắn nghe thấy Gia Cát Khổng hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên chỉ nhìn thấy một bóng trắng chợt lóe lên rồi biến mất ngay trước mắt mình, biến mất ở giữa các ngọn cây. Hừ! Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn nhảy vọt lên tìm kiếm trên cây cổ thụ nhưng lại chỉ vẻn vẹn trông thấy một nhánh cây nơi xa xa đong đưa chứ không nhìn thấy tung tích cụ thể. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên thả linh thức ra. Ngay sau đó, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy bóng trắng vừa nãy qua linh thức, thì ra là một con yêu thú vượn trắng. Nó có hình thể lớn và tứ chi thon dài. Hình như Gia Cát Khổng đã ngất đi, hắn ta đang bị vượn trắng khiêng trên vai và đi xuyên qua những cây cổ thụ che trời. Lúc này, điều Dương Bách Xuyên có thể làm chỉ là đuổi theo sau. Không ngờ Gia Cát Khổng mới ra ngoài tìm nguồn nước một lúc đã bị yêu thú bắt đi. Đủ để chứng minh con yêu thú vượn trắng này rất mạnh. Phía tây nam, ta đi trước đuổi theo. Dương Bách Xuyên dặn dò Tiểu Hòa Thượng và Gia Cát Minh để bọn họ đi về phía tây nam. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhảy khỏi cổ thụ và dùng chỉ xích thiên nhai công để bắt đầu truy kích. Trên không của núi Đường Đình có cương khí nên không thích hợp để phi hành,
biện pháp nhanh nhất chính là sử dụng thiểm điện truy kích bằng đường bộ. Cương khí, khí và gió rất mạnh. Tuy ở trong núi bị ảnh hưởng tốc độ, nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng hắn có thể đuổi kịp yêu thú vượn trắng. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy kinh ngạc, hắn không ngờ thiểm điện bộ của Chỉ Xích Thiên Nhai Công lại không thể đuổi kịp con yêu thú vượn trắng đang khiêng một người xuyên qua các ngọn cây. Nhưng nghĩ lại thì yêu thú có thể bắt ra Cát Khổng chứng minh rằng thực lực của nó không tồi. Hơn nữa vượn vốn chính là tinh linh trong rừng rậm và chiếm ưu thế về mặt địa lý, hắn không đuổi kịp cũng bình thường. Trên thực tế, mỗi tộc mỗi loài trong vạn vật đều có ưu thế riêng, tuy thân pháp Chỉ Xích Thiên Nhai Công của hắn rất nhanh nhưng không chắc đã là vô địch. Dùng ở trong núi sẽ có trở ngại, tốc độ kém so với bình thường cũng có nguyên nhân cả. Nhưng may mà linh thức cũng không bị ngăn cả, Dương Bách Xuyên vẫn luôn theo dõi vượn trắng qua linh thức. Dưới tình huống như vậy, hai bên một trước một sau đi được mười mấy phút thì tình hình đột ngột thay đổi. Vào giây phút đó, Dương Bách Xuyên phát hiện qua thần thức rằng sau khi vượn trắng nhảy xuống khỏi cây thì đến một vách đá khá cao. Ngay sau đó, vượn trắng khiêng ra Cát Khổng nhảy xuống dưới. Khi nó nhảy xuống xong, linh thức của Dương Bách Xuyên không cảm nhận được tung tích của vượn trắng và Gia Cát Khổng nữa. Dương Bách Xuyên kinh hãi bèn vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy tới đó. Sau khi hắn đi đến gần vách đá, tức khắc hơi há hốc mồm ra. Cách dưới chân anh cao khoảng 100 mét là một hồ nước rất lớn, ở phía trước bên trái của vách đá là một thác nước rộng khoảng 50-60 mét, thác nước dài 200-300 mét chút thẳng xuống hồ nước. Phía dưới hồ nước chỗ thác nước rơi xuống, trông như một nồi nước sôi sùng sục, vô cùng đồ sộ. Trong theo dõi của linh thức, hắn mất tung tích của vượn trắng ở chính chỗ này. Chỉ có thể nói nơi có gì đó kỳ lạ, có thể ngăn cản thần thức. Vào lúc Dương Bách Xuyên đang quan sát, Tiểu Hòa Thượng và Gia Cát Minh cũng đuổi đến. Dương Đại Ca, thế nào rồi? Lão Đại tình hình sao rồi? Gia Cát Minh cùng Tiểu Hòa Thượng vừa thở gấp vừa hỏi. Gia Cát Khổng bị một con yêu thú vượn trắng bắt đi. Khi ta đuổi đến đây thì bị mất tung tích của vượn trắng. Hiện giờ xem ra thì hoặc phía sau thác nước có vấn đề, hoặc là phía dưới hồ nước. Dương Bách Xuyên mở miệng nói. Dương Đại Ca, ca của ta thì sao? Yên tâm, trong linh thức của ta, ta phát hiện hắn ta chỉ hôn mê bất tỉnh. Có vẻ yêu thú vượn trắng không có ác ý với ca ca của ngươi đâu, hoặc nó đang có ý đồ khác. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên nhếch miệng nói, ôi, lão đại, ngươi nói xem có lẽ nào là động thủy liêm phiên bản Sơn Hải giới không? Dương Bách Xuyên cảm thấy não Tiểu Hòa Thượng nhảy số nhanh thật. Nhưng sau đó hắn ngẫm lại, nếu phía sau thác nước có càn khôn thật thì đúng là động thủy liêm phiên bản Sơn Hải giới, cùng là con khỉ, cùng là chỗ sâu trong thác nước. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thả linh thức ra đi tra xét thác nước, hắn phát hiện thác nước có vấn đề thật, nó đang cản trở linh thức. Dặn Tiểu Hòa Thượng và Gia Cát Minh một tiếng, Dương Bách Xuyên thả người bay về phía thác nước phía xa. Hắn không sợ, lúc này hắn biết mình không thể sợ. Gia Cát Khổng bị yêu thú vượn trắng bắt đi, hắn không thể không đi xem. Theo lời sư phụ, Dương Bách Xuyên hắn là người trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc anh em bạn bè. Cho dù phía sau thác nước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào. Dầm. Dương Bách Xuyên vọt vào trong thác nước. Sau khi rơi xuống đất, hắn phát hiện ra quả thật có động khác. Nơi đây là một hang động đá vôi vô cùng lớn, trông nó rất sâu và thông về một phía rất xa. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nhất là hắn thấy được dấu vết đào bới rõ ràng ở dưới chân mình. Mặt đất rất bằng phẳng. Đi phía trước nhìn thử còn có sự xuất hiện của bậc thang. Điều đó chứng tỏ nơi đây từng có con người cư trú, hoặc có thể nói rằng con yêu thú vượn trắng kia vốn chính là linh thú của chủ nhân động phủ này sao? Trong lòng hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi, chung quy vẫn phải đi xem thử mới biết được. Tuy trong sơn động có hơi tối tăm nhưng không ảnh hưởng đến việc đi đường của Dương Bách Xuyên. Tiếc là nơi này cản trở thần thức. Nếu không đã có thể dùng linh thức để quan sát. Mới đầu khi Dương Bách Xuyên đi vào, sơn động vô cùng ẩm ướt và âm u. Nhưng sau khi hắn đi được khoảng 100 mét, đột nhiên trông thấy phía trước có ánh sáng lờ mờ, hơn nữa môi trường trong động cũng không ẩm ướt nữa. Ngoài ra còn có gió nhẹ thổi qua, hắn thấy thoải mái hơn hẳn. Trong sơn động vô cùng rộng lớn,
cao khỏi hơn 30 mét và bề rộng chừng 15-16 mét. Mặt đất dưới chân được đào vô cùng bằng phẳng, con đường nhỏ có bề rộng chừng 3 mét nằm ở phía bên trái, bên phải có một dòng suối nhỏ. Bên đường có các thảm thực vật vô danh, thậm chí Dương Bách Xuyên còn trông thấy một số loại linh dược. Hiện tại lòng hắn đang nghiêng về phía nơi này là động phủ của tiền bối cao nhân nào đó cư trú. Vượn trắng chính là linh thú của chủ nhân động phủ, hắn chỉ không nghĩ ra vì sao người đó lại muốn bắt ra cát không. Động phủ chủ nhân được lợi, hay là do vượn trắng tự ý làm vậy? Trong lòng mang theo nghi vấn, Dương Bách Xuyên tiếp tục đi về phía trước. Vài phút sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra ánh sáng phía trước là cái gì. Hai bên vách sơn động có một loại hoa cỏ tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Dương Bách Xuyên không biết đó là loại hoa cỏ gì, nhưng dù sao loài hoa cỏ đó đang phát ra ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đường đi của sơn động. Mà 10 mét phía trước cũng xuất hiện một cánh cửa đá cao mười mấy mét. Lúc này, cửa đá đang đóng chặt lại, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nói, tiền bối của động phủ, tại hạ Dương Bách Xuyên cầu kiến, không biết tiền bối bắt bạn của ta để làm gì. Dứt lời, cửa đá to khoảng mười mấy mét từ từ mở ra. Gào, tiếng gầm giận dữ vẫn vang lên tuy cửa đá đã mở ra. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, kiếm đầu long lập tức hiện ra trong tay hắn. Tiếng gầm rú đó quả thực vô cùng đinh tai nhức óc, ngập tràn yêu khí. Vốn tưởng rằng dù có ra sao thì cũng sẽ là người đi ra, ai biết lại có một tiếng thú giống truyền ra ngoài chứ. Dương Bách Xuyên lập tức trở nên cảnh giác, nhưng sau khi đợi một lúc hắn lại không thấy có gì xảy ra cả. Giống giống giống. Lại một loạt tiếng gầm rú vang lên liên tiếp, lần này Dương Bách Xuyên có thể nghe thấy rõ ràng, hình như trong tiếng gầm rú này tràn ngập đau đớn. Nếu không có nguy hiểm, Dương Bách Xuyên cũng thấy yên tâm hơn. Mà vào đúng lúc này, từ bên trong truyền ra một giọng nói, nhóc con nhân tộc vào đi. Dương Bách Xuyên lập tức sững sờ khi nghe thấy giọng nói này. Giọng nói này rõ ràng là giọng nói của một con người, hơn nữa nghe rất vang dội hữu lực, giọng nghe như tiếng chuông lớn. Nhưng lời nói của hắn ta thì lại cực kỳ bất thường. Trong câu nói vừa rồi của mình, đối phương đã gọi hắn là nhóc con nhân tộc. Chẳng lẽ không phải là nhân loại ư? Dương Bách Xuyên nói thầm một tiếng trong lòng, rồi sau đó hắn lập tức sửng sốt. Nếu không phải là nhân loại, vậy chỉ có thể là yêu tộc. Mà phàm là yêu tộc có thể nói ra tiếng người thì đều không phải nhân vật đơn giản, thực lực và trí tuệ đều sẽ không thua kém gì nhân loại. Thậm chí một số yêu tộc sống lâu tuổi càng dài, trí tuệ của họ còn ghê gớm hơn nhân tộc rất nhiều. Lúc trước hắn có nghe ra Cát Khổng nói qua nhân tộc ở Sơn Hải giới săn đuổi yêu tộc cực kỳ ác liệt, quan hệ giữa hai tộc nhân yêu chính là như nước với lửa. Nếu đối phương là một yêu tộc cường đại, hắn ta có thể đối xử tốt với một nhân tộc như mình được chắc. Nghĩ đến đó, Dương Bách Xuyên bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng mà Gia Cát Khổng vẫn chưa rõ sống chết nên lúc này Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể căng ra đầu đi vào. Hơn nữa chưa chắc cứ hễ là yêu tộc thì đều sẽ cường đại, dù có thế nào, hắn cũng phải cứu Gia Cát Khổng ra đã. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, khi hắn bước vào cửa lớn, trong tầm mắt lại xuất hiện một cái đại điện. Lúc này ở giữa đại điện có hai con vượn trắng. Một con vượn trắng trong đó toàn thân là vết máu nằm trên mặt đất, mồm thở phì phò, ngoác miệng ra cứ như thể đang cực kỳ đau đớn vậy. Gia Cát Khổng có chút không biết làm sao, thậm chí còn mặt đỏ tai hồng đứng ở trước mặt con vượn trắng máu me be bét khắp người. Giờ phút này trông Gia Cát Khổng giống như một cậu bé nhút nhát vậy đó. Mà một con vượn trắng khác thì cao khoảng 2 mét đến gần 3 mét đang đứng thẳng bằng hai chân, đưa lưng về phía Dương Bách Xuyên. Nhìn từ xa Gia Cát Khổng đứng ở bên cạnh vượn trắng trông chẳng khác gì một người tí hon, còn vượn trắng chính là một người khổng lồ. Bên trong đại điện trừ hai con vượn trắng và Gia Cát Khổng ra thì không còn ai khác nữa. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng đoán được kẻ vừa nói chuyện chắc chắn chính là con vượn trắng đang quay lưng về phía hắn. Cẩn thận cảm thụ hơi thở của vượn trắng, lòng Dương Bách Xuyên lập tức lạnh đi hơn nửa, hắn hoàn toàn không cảm nhận được tu vi của vượn trắng. Có lẽ là đã nhận ra Dương Bách Xuyên tiến vào, lúc này con vượn trắng đang đứng thẳng và Gia Cát Khổng đồng thời nhìn sang. Gia Cát Khổng nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Dương đại ca. Vừa nói, Gia Cát Khổng vừa định đi về phía Dương Bách Xuyên,
nhưng lại bị vượn trắng hừ lạnh một tiếng, nhãi con mau đỡ đẻ cho phu nhân ta đi, nếu không ta ăn ngươi. Gia Cát Khổng trực tiếp rụt cổ lại, chua xót nói, vượn trắng tiền bối, ta không biết y thuật, xin ngài hãy buông tha ta. Mà Dương Bách Xuyên nghe thấy vượn trắng nói chuyện thì lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đỡ đẻ. Vượn trắng bắt Gia Cát Khổng tới đỡ đẻ cho vợ mình. Bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu tại sao lúc vừa bước vào lại nhìn thấy Gia Cát Khổng đang mặt đỏ tai hồng, thì ra là phải đỡ đẻ cho một con vượn cái khác. Dương Bách Xuyên động não một chút, tuy rằng vượn trắng là yêu thú nhưng mà vẻ ngoài của viên loại lại gần với nhân tộc nhất. Sợ là những gì nên có vượn cái đều có hết, khó trách vừa rồi Gia Cát Khổng lại mặt đỏ tai hồng như vậy, giống một cậu bé đang xấu hổ muốn chết. Lúc này một tiếng hừ lạnh truyền đến. Ngay sau đó vượn trắng bắt lấy Dương Bách Xuyên bằng một tay. Dương Bách Xuyên biết vừa rồi mình không nhịn được cười ra tiếng đã chọc giận vượn trắng. Biết tình hình không ổn đồng thời trông thấy vượn trắng vươn một tay ra, hắn vội vàng di chuyển hai chân, vận dụng thân pháp chỉ xích thiên nhai công lui về phía sau. Ngay lập tức thoát khỏi một chảo con của vượn trắng. Hừ, có lẽ vượn trắng cũng không ngờ rằng Dương Bách Xuyên lại có thể né tránh một chảo của mình. Hắn ta lập tức hừ lạnh một tiếng, yêu khí toàn thân vọt lên cao, lan tràn ra khắp đại điện. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn bộ đại điện dường như đã biến thành một hầm băng, không khí ở bốn phương tám hướng đều đang đông lại dưới tác động của yêu lực mạnh mẽ. Một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được nữa. Nhưng mà nếu hắn kích hoạt khu vực kim đan để vận chuyển càn khôn công, hắn tin rằng mình có thể phá vỡ yêu lực mạnh mẽ đang bao quanh mình. Ngay khi hắn đang chuẩn bị mở khu vực kim đan ra thì lại chợt cảm thấy cổ bị siết chặt, ngay sau đó hắn cảm thấy cơ thể mình bay lơ lửng trên không, trong chớp mắt đã bị vượn trắng bóp chặt cổ. Vượn trắng đã xông đến bên cạnh hắn rồi bắt lấy hắn như thế nào, Dương Bách Xuyên đều không nhìn thấy rõ. Lúc này trong bộ móng vuốt khổng lồ đầy lông của vượn trắng, bên trái tóm chặt Gia Cát Khổng, bên phải dẫn theo Dương Bách Xuyên. Đến giờ thì Dương Bách Xuyên bắt đầu dựng ngược lông tơ, mồ hôi lạnh ứa đầy sau lưng. Hắn không ngờ rằng con vượn trắng này lại cường đại như thế. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng vượn trắng vẫn chưa hóa hình, chỉ biết nói mỗi tiếng người thôi nên chắc là không mạnh lắm đâu, hiện tại mới phát hiện là mình đã sai. Vượn trắng chưa hóa hình cũng cường đại, dù sao một kim đan sơ kỳ như hắn ở trong tay vượn trắng có khác gì một đứa trẻ con đâu chứ. Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ xem mình có nên gọi sư phụ hay không, vượn trắng lại lên tiếng, nhóc con đừng tốn sức làm gì, nếu ta muốn lấy cái mạng nhỏ của các ngươi, chỉ cần động một ngón tay thôi. Vốn dĩ ta cho rằng chỉ cần bắt một người là đủ rồi, nhưng nếu ngươi đã theo tới đây vậy hai ngươi hãy cùng nghĩ cách đi. Phu nhân của ta sắp sinh rồi, tốt nhất là các ngươi hãy giữ được mạng sống cho phu nhân nhà ta và đứa trẻ ở trong bụng nàng. Nếu phu nhân và con ta có chút thương tổn nào, các người đừng nghĩ tới chuyện sống mà rời khỏi đây. Với lại đừng có dở trò hay làm điều thừa, ta biết nhân tộc các người vốn xảo trá. Nói thật cho các người biết tu vi của ta có thể so sánh với kim đan kỳ đại viên mãn của nhân tộc các ngươi. Dù là đối mặt cao thủ có cảnh giới nguyên anh của nhân tộc các ngươi, ta vẫn có lực đánh trả, bởi vậy ta khuyên các người đừng có dở trò hay nghĩ kế, hiện tại mau đi cứu phu nhân và con ta đi. Vượn trắng nói bằng giọng điệu cực kỳ đe dọa. Nhấc Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng đến chỗ con vượn trắng đang nằm trong vũng máu kia, hoặc cũng có thể nói là phu nhân của vượn trắng. Dương Bách Xuyên có chút nản lòng khi nghe những lời mà vượn trắng nói. Tu vi sánh ngang với kim đan kỳ đại viên mãn của nhân tộc, hiện tại hắn quả thật chỉ có thể nhìn lên. Hơn nữa với lực lượng cường đại của vượn trắng và không biết hắn ta đã dùng cách gì để xuất hiện ngay bên cạnh mình rồi bắt mình đi, Dương Bách Xuyên từ bỏ ý định cứng đối cứng với vượn trắng. Nghe có vẻ vượn trắng đang rất nóng lòng muốn cứu phu nhân của mình, vậy chỉ cần cứu vượn cái phu nhân của hắn ta là được. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không ngốc đến mức tin tưởng những gì hắn ta nói. Hai tộc nhân yêu như nước với lửa, có lẽ hôm nay dù có cứu được vượn cái hay không, hắn và Gia Cát Khổng đều sẽ phải chết. Dù sao cũng là đỡ đẻ mà. Hai tên đàn ông đỡ đẻ cho một con vượn cái ngay trước mặt chồng của nó. Dương Bách Xuyên tin rằng ngay cả khi đã đỡ đẻ thành công, sau khi xong việc vượn trắng cũng sẽ giết người diệt khẩu. Phải nghĩ cách thôi, không thể bị động như vậy được. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng,
cuối cùng nhìn về phía vượn cái đang nằm trong vũng máu trên mặt đất. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi. Lại thấy vấn đề của vượn cái không chỉ đơn giản là sắp sinh thôi đâu, mấu chốt là khó sinh, hơn nữa trông có vẻ là do nhân tố bên ngoài làm cho khó sinh. Phần bụng của vượn cái có 3 vết thương sâu đến tận xương, rõ ràng nó là vết thương do móng vuốt sắc nhọn của động vật nào đó cào chúng. Cần phải biết rằng vượn cái cũng là một phụ nữ đang mang thai, phần bụng lại bị trọng thương, không sinh non mới là lạ. Con mẹ nó, thế này thì cứu như thế nào giờ? Dù là Dương Bách Xuyên biết y thuật thì hắn cũng chỉ biết há hốc mồm. Với lại hắn quả nhiên đã nhìn thấy tất cả những gì không nên thấy ở trên người vượn cái. Khi hắn đang ngây người, trong miệng vượn cái lại phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, gào. Lúc này, vượn trắng vội vàng vọt tới bên cạnh vượn cái, nắm lấy tay nàng ta, giận dữ quát Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng, mau cứu phu nhân ta. Thường nói nhân tộc các ngươi là linh trưởng của vạn tộc, đặc biệt là tu chân giả ai ai cũng biết y thuật, nếu không cứu được phu nhân và con ta, ta sẽ ăn tươi nuốt sống các ngươi, nhanh lên. Gia Cát Khổng hít sâu một hơi yếu ớt nói. Vượn trắng tiền bối, tu chân giả chúng ta biết chút y thuật, nhưng lại chỉ biết y thuật của nhân tộc chúng ta thôi, không biết y thuật của yêu tộc các ngươi, ngài như vậy là đang làm khó chúng ta đó. Chúng ta thật sự không biết đỡ đẻ, đặc biệt là đỡ đẻ cho yêu tộc, chuyện này. Gia Cát Khổng còn chưa kịp nói xong, hai mắt vượn trắng đột nhiên đỏ ngầu, yêu khí trên người tỏa ra sát ý lạnh băng còn mạnh mẽ và nồng nặc hơn cả trước đó. Dương Bách Xuyên hoảng sợ. Hắn biết vượn trắng đã bắt đầu có ý định giết người rồi. Hắn vội vàng kéo Gia Cát Khổng lại rồi nói với vượn trắng tiền bối bình tĩnh đừng nóng, ta có thể bảo đảm an toàn cho phu nhân và con của ngươi. Ta có thể đỡ đẻ, cũng có thể cứu người, nhưng mà ngươi phải thề, sau khi ta cứu được phu nhân và con của ngươi rồi, ngươi phải thả chúng ta đi. Vượn trắng nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, hơi thở toàn thân cũng thu lại, nhưng mà hai mắt hắn ta lại nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên nói. Tiểu tử ngươi rất thông minh, ta có thể thề, chỉ cần ngươi có thể cứu phu nhân và con của ta, ta sẽ thả các ngươi đi. Nhưng mà nếu xảy ra bất cứ sự cố gì, ta sẽ xé xác và nuốt chửng ngươi đầu tiên. Dương Bách Xuyên căng ra đầu nói, quyết định vậy nhé, ngươi thề trước đi, thề xong ta sẽ cứu người. Ngươi, vượn trắng giận dữ. Lại bị Dương Bách Xuyên ngắt lời nói, bụng của phu nhân nhà ngươi bị yêu thú nào đó làm trọng thương. Nếu không cẩn thận thì bé vượn nhỏ ở trong bụng nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, thần tiên cũng không cứu được đâu. Vượn trắng lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Bách Xuyên một cái, cuối cùng vẫn mở miệng lập lời thề, bảo đảm nếu Dương Bách Xuyên có thể cứu phu nhân và con của hắn ta sẽ thả hai người rời đi. Đợi vượn trắng thề xong, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng thầm nhủ, không ngờ mình cũng có một ngày phải làm bà đỡ. Thôi, cứu vượn quan trọng, nói gì thì nói nó cũng là một mạng sống mà. Ngay sau đó hắn lấy ngân châm từ không gian bình càn khôn ra, chuẩn bị thi châm để ổn định khí huyết cho vượn cái trước. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị ra tay, sắc mặt lại đỏ bừng một cách mất tự nhiên, thầm hét lớn trong lòng. Tội lỗi, ta đang cứu người là không đúng, là đang cứu một con vượn, sắc tức thị không, sắc tức thị không. Lúc Dương Bách Xuyên thi triển châm cứu ổn định khí huyết của vượn cái. Hắn cảm giác được hơi thở của vượn trắng chỉ tập trung trên người mình. Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra vượn trắng ở bên cạnh rất quan tâm và lo lắng cho phu nhân. Có điều với Dương Bách Xuyên mà nói nếu như đã chuẩn bị cứu thì hắn sẽ dốc hết toàn lực, hơn nữa vượn trắng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám có tâm tư khác. Sau khi Dương Bách Xuyên thi triển châm cứu ngũ hành ổn định khí huyết của vượn cái, hắn đưa tay đặt lên bụng vượn cái, dùng chân khí để kiểm tra tình hình. Lúc chân khí tiến vào cơ thể của vượn cái, lông mày của Dương Bách Xuyên liền nhíu lại. Tình huống của vượn cái còn bết bát hơn tưởng tượng của hắn. Lúc này vượn trắng ở bên cạnh thấy Dương Bách Xuyên nhíu mày thì lập tức có chút căng thẳng, đừng thấy vừa rồi hắn ta mới ra tay hù dọa Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng, cũng vô cùng có tính uy hiếp, nhìn như không chú ý phu nhân nhiều lắm, kỳ thật trong lòng hắn ta lại sốt sắng vô cùng. Lúc này hắn ta thấy Dương Bách Xuyên nhíu mày thì trong lòng liền giật thót. Vượn trắng không nhịn được hỏi, ta, phu nhân và đứa bé sao rồi? Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được trong lòng vượn trắng rất lo lắng cho phu nhân của mình, trong lòng hắn nổi lên chút ấm áp, hắn nhớ tới mấy người phụ nữ của mình,
cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Xem đó, mặc dù Vượn Trắng là yêu tộc nhưng kỳ thật yêu tộc có trí không thì cũng chẳng khác gì con người, nhìn từ phương diện nào đó thì có vài yêu tộc về mặt tình cảm còn phong phú hơn con người, lại càng coi trọng tình cảm. Tuy rằng Vượn Trắng bắt ra Cát Khổng, uy hiếp mình, nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết là do hắn ta lo lắng quan tâm cho phu nhân. Hai tộc người và yêu như nước với lửa, Vượn Trắng có thể bắt con người để đỡ đẻ xem bệnh cho phu nhân của mình, nhìn từ điểm này thì trong lòng của hắn ta đã phải hạ dũng khí rất lớn. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất thưởng thức tình cảm của vợ chồng Vượn Trắng, hắn nói thầm, thôi vậy, ta sẽ dốc hết sức cứu người, à không, cứu Vượn. Rồi Dương Bách Xuyên lập tức nói với Vượn Trắng, nói thật thì tình huống của phu nhân ngươi vô cùng không tốt, ban đầu ta cho rằng chỉ là phần bụng bị thương bên ngoài. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện không chỉ như thế, chắc là bị hai con yêu thú tấn công đúng không? Dương Bách Xuyên vừa nói vậy, ánh mắt của Vượn Trắng cũng thay đổi, hơi thở cả người hắn ta căng cứng, hắn ta hồi hộp nói, tiểu huynh đệ, không lừa gì ngươi, đúng là phu nhân ta bị huyền xương mãng xà và xích diễm cự ưng tấn công. Hai, đều tại ta, nếu ta không ra ngoài thì đã không xảy ra chuyện này. Trong lời nói của Vượn Trắng tràn đầy tự trách. Có thể là sau khi Dương Bách Xuyên thoáng cái đã kiểm tra ra thương thế trong người phu nhân, lo lắng trong lòng khiến xưng hô của hắn ta với Dương Bách Xuyên cũng vô tình trở thành tiểu huynh đệ. Dương Bách Xuyên nghe Vượn Trắng giải thích xong thì gật đầu bảo, vậy là đúng rồi, ngoại thương chỗ bụng dưới của phu nhân ngươi xem như không sao, nhưng trọng điểm là nội thương. Ta đã kiểm tra được, hai loại sức mạnh một âm một dương như nước với lửa đang dây dưa trong cơ thể nàng, thậm chí đã ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, vả lại. Dương Bách Xuyên nói tới đây thì không nói tiếp. Nhưng Vượn Trắng nghe xong lại căng thẳng, liền vội vàng hỏi, vả lại cái gì? Vả lại trong cơ thể của phu nhân ngươi là song bào thai, một đực một cái, theo cách nói của con người bọn ta là một đôi long phượng thai, hơn nữa đã bị sức mạnh một âm một dương từ bên ngoài ảnh hưởng, bây giờ xem như khó giải quyết. Dựa theo suy đoán của ta thì hẳn là còn nửa năm nữa phu nhân sẽ sinh con, à là sinh Vượn con. Bây giờ hẳn là do bị thương, trong cơ thể có hai loại sức mạnh âm dương dây dưa nên sớm hơn nửa năm. Cũng vì vậy, có lẽ không giữ được đứa bé, chỉ có thể giữ được người lớn. Nói cách khác chính là giữ người lớn hay giữ đứa bé. Hai ngươi chọn đi, nếu không cho dù ngươi giết ta thì ta cũng bó tay. Đợi Dương Bách Xuyên nói xong thì sắc mặt của Vượn Trắng đã hoàn toàn thay đổi, thân hình Vượn khổng lồ thoáng cái sụi lơ dưới đất. Hắn ta nắm chặt lấy tay phu nhân. Ánh mắt nhìn bụng của phu nhân, đôi mắt đỏ bừng đã có sương mù lờ mờ. Những lời Dương Bách Xuyên nói làm sao Vượn Trắng có thể không biết cho được. Tuy rằng hắn ta không hiểu thuật y đạo nhưng cũng có tu vi mạnh mẽ, tất nhiên cũng biết hiệu lực của huyền xương mãng xà và xích diễm cự ưng tiến vào trong cơ thể sẽ có hậu quả gì. Giờ phút này Vượn Trắng nắm chặt tay vợ, lập tức run giọng nói với Dương Bách Xuyên, tiểu huynh đệ, ta giữ phu nhân ta. Hắn ta gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực mà run rẩy nói ra những lời này, có thể thấy được từ trong ánh mắt của Vượn Trắng hắn ta đã đau khổ bao nhiêu khi đưa ra quyết định này. Có điều sau khi Vượn Trắng nói xong, Vượn cái đang trong trạng thái nửa hôn mê nằm dưới đất lại suy yếu mở miệng nói, lang, lang quân giữ đứa bé. Phu nhân, Vượn Trắng run rẩy nói. Lang quân hãy nghe ta nói, thiếp và chàng tu đạo 500 năm thì trời cao mới ban con cho chúng ta. Hơn nữa còn là một đôi. Thiếp thân gần 300 ngày đêm chờ đợi đứa bé chào đời, thiếp không muốn sau này có tiếc nuối. Tộc Vượn Trắng vốn huyết mạch mỏng manh, hơn nữa chàng còn là tộc trưởng tộc Vượn Trắng tôn quý, không thể hồ đồ được. Nếu bỏ qua đứa bé, cho dù thiếp thân có thể sống sót thì chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho chàng, tha thứ cho chính mình. Bảo vệ đứa bé. Phu nhân, Vượn Trắng trở nên đau khổ. Dương Bách Xuyên thấy vợ chồng Vượn Trắng như thế thì trong lòng cũng không dễ chịu, ai bảo yêu tộc vô tình. Lúc này phu nhân Vượn Trắng khi đối mặt với đứa bé và tính mạng của mình đã không chút do dự lựa chọn đứa bé, Vượn Trắng thì đau khổ lựa chọn thê tử của mình, có tình có nghĩa như thế, làm sao có thể nói yêu tộc là loại thú vô tình. Mau quyết định đi, còn trễ hơn chút nữa thì ta cũng không thể cứu vãn. M lực trong cơ thể phu nhân và con người còn mang theo âm độc đòi mạng. Hẳn là độc của huyền xương mãng xà. Dương Bách Xuyên nhẹ giọng nói một câu. Giống, Vượn Trắng cầm tay phu nhân giơ thẳng lên trời gào to một tiếng, trong hai mắt đỏ bừng là hai hàng huyết lệ chảy dài. Bảo vệ,
bảo vệ đứa bé, Vượn Trắng như đã dùng hết sức lực toàn thân run giọng nói ra mấy chữ kia. Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt đau khổ của Vượn Trắng, rồi nhìn sự dịu dàng trong ánh mắt vượn cái nằm dưới đất, cũng có chút không đành lòng, hắn mở miệng an ủi, người cũng đừng bi thương quá, tuy rằng tu vi của ta nhỏ yếu nhưng vẫn có chút lòng tin với y đạo. Ta sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa cho phu nhân và con ngươi, lời vừa rồi chỉ là kết quả xấu nhất mà thôi, đến lúc đó hy vọng phu thê các ngươi đừng trách ta. Từ góc độ của một thầy thuốc thì trong mắt Dương Bách Xuyên không phân chia người và yêu, nhưng cứu chữa bệnh nhân thì tất nhiên phải nói kết quả xấu nhất cho bọn họ biết, để vợ chồng bọn họ chuẩn bị tâm lý, mà thời điểm cứu chữa hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực. Vượn Trắng nghe những lời này của Dương Bách Xuyên thì trong mắt bỗng chốc phát sáng, nếu tiểu huynh đệ có thể bảo vệ phu nhân và con ta mẫu tử bình an, Vượn Trắng ta thề sau này ngươi chính là ân nhân của tộc Vượn Trắng ta. Bằng hữu vĩnh viễn, còn nhận được bảo vật. Dương Bách Xuyên xua tay nói thật thì ta thân là thầy thuốc, trong mắt không phân chia người và yêu, chỉ có bệnh nhân, cũng sẽ không đòi hỏi người báo đáp cái gì, dốc hết toàn lực là vì phu thê các người giống con người, hơn nữa ta có một con linh thú cũng thuộc loài khỉ vượn, người cứ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Đa tạ tiểu huynh đệ, lần này Vượn Trắng nói cảm ơn với Dương Bách Xuyên trong lời nói mềm nhẹ hơn không ít. Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua Gia Cát Khổng bên cạnh. Sau đó nhìn Vượn Trắng nói, ta còn có hai bằng hữu đang tìm bọn ta, có thể để cho vị huynh đệ này của ta ra ngoài báo bình an cho bọn họ một tiếng hay không? Dù sao thì hắn ta cũng không hiểu y đạo, ta ở đây cứu chữa phu nhân ngươi được không? Được, có thể giao tính mạng của phu nhân và đứa bé vào tay ngươi thì tất nhiên là tin tưởng ngươi. Vượn Trắng lập tức đồng ý rồi nhìn Gia Cát Khổng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cứ ra ngoài đi. Gia Cát Khổng sững sờ. Nhìn Dương Bách Xuyên, ý là hắn ta lo lắng cho Dương Bách Xuyên nên không đi. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Gia Cát Khổng mau đi, tiểu hòa thượng và em trai của hắn ta Gia Cát Minh ở bên ngoài thật sự chờ tới sốt ruột rồi. Gia Cát Khổng cắn răng một cái lập tức rời khỏi, mắt đã đỏ bừng, trong mắt Gia Cát Khổng là Dương Bách Xuyên đang dùng mạng của mình để đổi lấy cơ hội thoát thân cho hắn ta. Có lẽ Dương Bách Xuyên căn bản không hiểu y đạo. Những lời hắn nói với vợ chồng Vượn chỉ là để giúp hắn ta trốn thoát mà thôi. Gia Cát Khổng âm thầm thề trong lòng đợi sau khi ra ngoài nhất định sẽ nghĩ cách cứu Dương Bách Xuyên. Lỡ như Dương Bách Xuyên có xảy ra chuyện gì không may thì dù Gia Cát Khổng hắn ta có mất cả đời cũng phải giết sạch tộc Vượn Trắng. Trong đại điện, Dương Bách Xuyên đợi Gia Cát Khổng đi rồi thì hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu cứu chữa hai đứa bé trong cơ thể Vượn cái. Kỳ thật vấn đề hiện tại bày ra trước mặt hắn chính là vấn đề đã nói trước đó, rất khó giải quyết, dựa vào đạo hạnh y thuật mà hắn nắm giữ thì thật sự không thể đảm bảo mẹ con đều bình an, sơ sẩy một cái chính là một xác ba mạng, vì vậy trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất căng thẳng. Lại là sinh khó, chính là nền tảng yếu ớt, điểm này người và yêu đều giống nhau, cộng thêm thương tích và sức mạnh âm dương với độc tố trong cơ thể Vượn cái, đủ mọi vấn đề nan giải dây dưa với nhau. Nghĩ đến việc phải giải quyết Dương Bách Xuyên cũng luống cuống. Nếu cơ thể Vượn Trắng mẹ chỉ có duy nhất những vấn đề này, thì đối với Dương Bách Xuyên mà nói, không khó giải quyết, quan trọng là trong bụng Vượn Trắng mẹ còn có con, thuộc kiểu sức mạnh một âm một dương, chỉ cần chạm một cọng lông là ảnh hưởng cả cơ thể. Những vấn đề này cần phải giải quyết một lần mới xong được, cho nên chỗ khó giải quyết là ở đây. Nghĩ Dương Bách Xuyên vẫn hỏi thử lão già thử. Dù sao mẹ con bình an mới là kết quả tốt nhất. Lão già, con phải làm gì đây? Dương Bách Xuyên hỏi dưới đáy lòng. Chút chuyện nhỏ này, còn phải làm phiền vi sư, con đủ rồi đấy, không phải rõ rành rành rồi à, mổ bụng lấy đứa con ra, sau đó châm cứu không phải xong rồi à. Vân Thiên Tà vừa đơn giản vừa cọc cằn. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, vừa định mắng lão già một câu, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cách mạo hiểm này mặc dù đơn giản thô bạo. Nhưng cũng là cách hiệu quả nhất. Vấn đề là đụng một cái thôi đã ảnh hưởng cả cơ thể, nếu hắn mổ bụng Vượn Trắng mẹ lấy hai con Vượn con ra luôn, cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm, nếu canh chừng được khoảng thời gian nhất định để hai mẹ con ổn định sự sống, vấn đề này sẽ được giải quyết hoàn toàn. Nhưng Vượn Trắng con còn chưa đủ tháng để lâm bồn, dẫn đến thiếu sức sống bẩm sinh, chỉ cần lấp đủ sức sống bẩm sinh, tự nhiên có thể giữ lại cái mạng nhỏ. Mà vết thương nội ngoại của Vượn Trắng mẹ, ngoại thương là vết thương dưới bụng sâu đến tận xương, nội thương một âm một dương trong thể nội và độc của huyền xương mãng xà, chỉ cần sinh mệnh của nó trong một khoảng thời gian xác định có dấu hiệu ổn định,
để Dương Bách Xuyên có thời gian cứu chữa. Bây giờ có nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ là, làm thế nào để Dương Bách Xuyên lấy hai vượn trắng con từ trong bụng vượn trắng mẹ ra, mà trong khoảng thời gian nhất định giữ vững sinh mạng cho cả hai mẹ con, để hắn có đủ thời gian cứu chữa đây. Cho nên Dương Bách Xuyên lại hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, cách mà lão già người nói có khả năng thực hiện, nhưng quan trọng là làm thế nào để giữ vững sinh mạng cả hai bên trong một khoảng thời gian nhất định, để con có đủ thời gian chữa trị đây. Con vẫn ngu dốt vậy. Vân Thiên Tà chửi mắng, nói thẳng, con có nước sinh mệnh thì vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể ổn định, còn lo lắng dăm ba cái này làm gì. Có sức mạnh cường đại chống đỡ sinh mạng, con lại dùng châm M Dương ngũ hành cao nhất 108 châm. Đặt trận pháp linh nguyên thần hồn lên người vượn trắng mẹ, thế là giải quyết xong vấn đề rồi. Nước sinh mệnh cộng với trận pháp linh nguyên thần hồn, không nói nhiều, có thể dùng trong 36 canh giờ, nếu trong 36 canh giờ, con vẫn không cứu được mẹ con vượn trắng thì con đập đầu vào đậu hũ chết đi. Uầy lão già đáng chết, trong đầu con không có trận pháp linh nguyên thần hồn mà người nói. Dương Bách Xuyên mắng trả lại. Thằng khốn này! Vi sư truyền thụ cho con nhiều điển tích tu chân vậy rồi, con còn chưa đọc hết đã nói là không có. Tìm trong đống truyền thừa mà vi sư truyền thụ lại cho con đi. Vân Thiên Tà nổi khùng mắng. Dương Bách Xuyên nói thẳng, không có, mau truyền thụ cho con đi. Lần trước con thu được liên tử, ý thức bị giam trong không gian bóng tối vô cực của liên tử rồi. Hơn 10 năm trước, mấy truyền thừa mà người truyền thụ cho con trước kia xem cả rồi, con cam đoan nói với người. Trong đầu con vốn không có trận pháp linh nguyên thần hồn gì mà người nói hết. Khụ khụ, Vân Thiên Tà ho khan nói, chắc là vi sư nhớ nhầm. Đợi chút ta truyền thụ cái này cho con, không ngờ tới tiểu tử con lại chịu khó như thế, vi sư xấu hổ quá. Giọng nói Vân Thiên Tà trầm xuống, lẩm bẩm. Đầu óc Dương Bách Xuyên mơ hồ một hồi, ngay sau đó trong đầu xuất hiện trận pháp linh nguyên thần hồn. Biết là lão già kín đáo đưa cho mình. Sau khi Dương Bách Xuyên xem xong, liền biết phương án giải quyết của sư phụ, trong lòng cảm thấy hứng thú với trận pháp linh nguyên thần hồn, là một trận pháp cực kỳ có ích, đương nhiên không chỉ dùng châm cứu để bày trận, mà còn có thể dùng ở những nơi khác. Hiệu quả quan trọng nhất của trận pháp này là củng cố căn nguyên và ổn định thần hồn là cơ sở, chỉ cần bố trí trận pháp này để ổn định thần hồn, thì cho dù là Diêm Vương đến cũng không ra tay được. Dương Bách Xuyên tin tưởng trận pháp linh nguyên thần hồn có thể tranh thủ đủ thời gian để mình cứu chữa cho mẹ con vượn trắng. Bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề, sau đó là châm cứu, Dương Bách Xuyên phải trả một cái giá rất lớn, nhưng đã đồng ý với vượn trắng nên cho dù trả giá đắt thế nào hắn cũng sẽ cứu chữa. Để ổn định vượn trắng mẹ và hai vượn trắng con trong bụng, hắn phải dùng tới 3 giọt nước sinh mệnh. Thi triển trận pháp linh nguyên thần hồn, lấy ngân châm bày trận thi triển. Còn là 108 châm cấp cao nhất, không chỉ hao tổn rất nhiều chân nguyên của Dương Bách Xuyên. Quan trọng nhất là hao tổn thần hồn. Trận pháp linh nguyên thần hồn hoàn toàn được bố trí bằng chân khí và thần hồn đồng thời phải dùng hai bút cùng vẽ mới thi triển được, cho nên Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng thấy trong lòng hơi đau đau. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng xong hết, Dương Bách Xuyên đột nhiên nói với Vượn Trắng, Vượn Trắng, ta tìm được một cách có thể khiến cả vợ và con ngươi đều bình an. Nhưng cái giá phải trả với ta mà nói vô cùng lớn, và lại còn phải sử dụng một số thủ đoạn bí mật không thể để người khác thấy, nhưng ta biết tuyệt đối không thể để ngươi ra ngoài. Cho nên ta muốn ngươi làm một lời thề máu, chuyện xảy ra hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài dù chỉ một chữ, có làm được không? Dương Bách Xuyên nói xong ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Vượn Trắng. Hắn cũng phải cân nhắc đến sự an toàn cho mạng mình, liên quan đến nước sinh mệnh vô cùng quan trọng. Không chỉ thế, Dương Bách Xuyên còn phát hiện nước sinh mệnh có tác dụng tiến hóa huyết mạch yêu tộc, nếu bí mật trên người hắn có nước sinh mệnh bị truyền đi. Đó chính là họa đầy trời. Sơn hải giới này không phải trái đất, dựa theo lời Chư Cát Khổng nói, trong biên giới hoang dã Sơn hải giới, có vô số yêu tộc tồn tại. Trong đó có không ít đại yêu, lỡ bí mật trên người mình có nước sinh mệnh bị lộ ra ngoài, để những đại yêu trong biên giới hoang dã biết được, hắn chỉ có con đường chết. Đối với yêu tộc thì tiến hóa huyết mạch không khác gì cám dỗ nhân tộc tu chân giả phi thăng thành tiên. Dương Bách Xuyên không thể không cẩn thận. Mà Vượn Trắng nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện, nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nó thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt Dương Bách Xuyên, thậm chí thấy được một ý khiến tim đập mạnh, bản thân yêu cầu này cũng rất hợp lý, lại thêm Dương Bách Xuyên nói hắn nghĩ được cách giúp mẹ con bình an,
mà còn phải trả một cái giá đắt, điều này khiến Vượn Trắng cảm động trong lòng, cũng rất kích động. Lúc này một giọt máu yêu bay ra khỏi mi tâm, thề yêu tộc Bạch Khởi ta thề, hôm nay không. Nói đến đây đột nhiên dừng lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nó tự nhiên xấu hổ phát hiện, đến giờ còn không biết Dương Bách Xuyên tên gì. Dương Bách Xuyên mỉm cười hiểu ý Vượn Trắng nói, ta tên Dương Bách Xuyên. Vượn Trắng gật đầu tiếp tục lời thề, yêu tộc Bạch Khởi ta thề, sẽ không lấy hành động hôm nay của Dương Bách Xuyên Dương huynh đệ tiết lộ nửa chữ, làm trái lời thề thì tộc Vượn Trắng ta sẽ chết hết. Ngay khi Vượn Trắng hoàn thành lời thề, giọt máu yêu lơ lửng trước mặt hắn, lóe lên ánh sáng trong chớp mắt hóa thành xương máu, nhanh chóng tan biến không thấy gì nữa, Dương Bách Xuyên biết lời thề đã được thành lập. Gật gật đầu cuối cùng cũng yên tâm, trong nội tâm thể hiện sự tôn trọng với tên Vượn Trắng. Không ngờ Vượn Trắng tên là Bạch Khởi, cảm giác rất có ý tứ. Đối với lời thề của Vượn Trắng hay Bạch Khởi rất yên tâm, Bạch Khởi dùng mạng của cả tộc Vượn Trắng thề, lời thề này đúng là thề độc. Sau đó Dương Bách Xuyên không hề e ngại Bạch Khởi đang chờ trước mặt, trong lòng hơi động lấy một giọt nước sinh mệnh từ bình càn khôn ra đầu ngón tay. Lúc này Vượn Trắng ở bên cạnh mặc dù không biết nước sinh mệnh là gì, nhưng theo bản năng nó cảm nhận được giọt nước sinh mệnh trên đầu ngón tay Dương Bách Xuyên không tầm thường, sức mạnh sức sống cuồn cuộn, khiến Bạch Khởi cũng không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt, đương nhiên cái này chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, nó biết Dương Bách Xuyên lấy thứ này ra để cứu lấy vợ con nó. Mặc dù Bạch Khởi không biết nước sinh mệnh, lại cảm nhận được nước sinh mệnh bất phàm, biết ngay Dương Bách Xuyên vì cứu vợ con nó mà dốc hết vốn liếng. Giờ phút này trong lòng Bạch Khởi thay đổi cái nhìn về nhân tộc Dương Bách Xuyên này. Trong lòng âm thầm nghĩ, bảo vật thế gian như thế này chắc chắn hiếm có, Dương huynh đệ thật sự bỏ hết vốn liếng trả một cái giá đắt. Trong lòng Bạch Khởi nghĩ vậy, coi đây chính là cái giá đắt phải trả mà Dương Bách Xuyên nói, lại không ngờ tới. Đây mới chỉ là bắt đầu, những ngày tháng sau đó nó sẽ nhớ lại hình ảnh Dương Bách Xuyên cứu mẹ con nó hôm nay, hoặc là cái giá phải trả, sau đó mới đến chuyện vợ chồng Bạch Khởi không tiếc mạng sống trả giá giúp Dương Bách Xuyên. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Trong mắt Bạch Khởi sau khi Dương Bách Xuyên cho vợ ăn giọt nước quý báu lóng lánh ánh sáng trên đầu ngón tay xong, tiếp tục vung tay thi triển phương pháp châm cứu. Ban đầu Bạch Khởi không để ý, nhưng đến khi Dương Bách Xuyên thi triển được 72 châm, Bạch Khởi mới phát hiện chỗ khác biệt. Nó cảm nhận được rõ ràng mỗi lần Dương Bách Xuyên thi triển một châm đều phải hao phí chân khí và sức mạnh thần hồn. Châm liên tiếp 72 châm như thế, phải hao phí rất nhiều, hơn nữa vẫn chưa có ý định dừng lại. Lúc này mắt Bạch Khởi thấy trán Dương Bách Xuyên toát mồ hôi ào ào, quần áo phía sau đều ướt đẫm mồ hôi, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt tái như tờ giấy. Hiển nhiên là biểu hiện của việc hao tâm tốn sức quá độ, nhưng trong tay vẫn tiếp tục thi châm. Lúc nhìn thấy cảnh này trong lòng yêu tộc Bạch Khởi này thật sự bị cảm động, nó đương nhiên biết cảm giác hao tổn thần hồn là như thế nào, đây là thọ nguyên của nhân tộc không dài bằng yêu tộc bọn nó. Chưa từng nghĩ một ngày nào đó có một nhân tộc vì yêu tộc mà trả một cái giá đắt đến thế, bây giờ Bạch Khởi cuối cùng cũng hiểu rõ trả giá đắt trong miệng Dương Bách Xuyên là cái gì. Không phải là giọt nước tràn đầy sức sống kia, mà là sức mạnh thần hồn. Bạch Khởi ta tại sao lại may mắn như vậy, gặp được Dương huynh đệ. Giờ phút này Bạch Khởi lập cho mình một lời thề khác trong lòng. Dương Bách Xuyên không biết Vượn Trắng Bạch Khởi nghĩ gì, lúc này cả người hắn run lên. Không ngờ chân khí và thần hồn cùng ghim châm bày trận lại đáng sợ như thế. Nhưng lúc này hắn không thể dừng lại, nếu không trận pháp linh nguyên thần hồn sẽ sôi hỏng bỏng không. Công sức trước đó sẽ uổng phí. Vì vậy bây giờ cho dù hộc máu hắn cũng phải kiên trì. May mà không mất nhiều máu lắm, hắn vẫn có thể hoàn thành 10 châm còn lại. Tiếc là 10 châm cuối cùng chẳng khác nào lấy mạng Dương Bách Xuyên. Vượn Trắng Bạch Khởi ở bên cạnh cảm động đến độ hai mắt đỏ hoe. Trước kia Bạch Khởi cho rằng nhân tộc không có ai tốt lành, ngay cả khi bắt ra Cát Khổng và lúc Dương Bách Xuyên đến đại điện. Hắn ta vẫn còn nghĩ cho dù hai người cứu vợ mình cũng sẽ giết Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng. Nhưng bây giờ hắn ta cảm thấy hổ thẹn vì ý nghĩ này. Nhân tộc vẫn có người tốt, hoặc trong nhân tộc chỉ có Dương Bách Xuyên là người tốt. Những nhân tộc Bạch Khởi gặp được, nghe thấy hồi trước đều muốn giết yêu tộc để luyện đan chế thuốc hoặc là buôn bán. Không ngờ hôm nay lại có một nhân tộc tiêu hao sức lực sinh mệnh vì vợ con hắn ta.
Vì lẽ đó, ấn tượng và thái độ của Bạch Khởi đối với Dương Bách Xuyên đã lên tới đỉnh cao. Chấm chấm chấm. Châm thứ 103. Dương Bách Xuyên run rẩy đâm một châm, thầm đếm trong lòng. Nếu không có nghị lực bền bỉ chống đỡ thì hắn đã từ bỏ và gục ngã từ lâu rồi. Sau khi thực hiện 103 châm, Dương Bách Xuyên hoa hết cả mắt. Mặc dù chân khí tiêu hao rất nhiều nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn, vấn đề nghiêm trọng nhất là sức mạnh thần hồn không theo kịp. Trong một thoáng ngẩn ngơ, khi Dương Bách Xuyên cảm thấy mình sắp ngã ra đất, đột nhiên có tiếng thở dài vang lên trong đầu hắn, thằng nhóc thúi, con tội gì phải khổ thế? Con chỉ cần cứu người lớn hoặc đứa bé, vì sư tin là con vượn trắng này sẽ không làm khó con, vậy mà con cứ cứng đầu. Bây giờ thấy mình ngu chưa? Sắp tê liệt luôn rồi. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà tràn đầy bất đắc dĩ, nghe như đang mắng nhưng thật ra là thương xót đứa đổ đệ ngu ngốc này. Sau đó, Vân Thiên Tà nói, được rồi, thằng nhóc thúi dừng lại đi. Thả lỏng tinh thần đừng kháng cự, để cho vi sư tiếp quản thân thể của con, giúp con hoàn thành năm châm cuối cùng. Vân Thiên Tà cứ tưởng Dương Bách Xuyên sẽ vui mừng hớn hở như mọi lần, nhưng không ngờ tên đồ đệ ngốc này lại nói ra một câu khiến kẻ làm sư phụ nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Quả thật Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy cũng động lòng. Hắn biết một khi sư phụ ra tay thì có thể dễ dàng giải quyết vấn đề hóc búa sắp lấy mất nửa cái mạng của hắn. Nhưng lời đã đến bờ môi, Dương Bách Xuyên lại nuốt vào bụng. Bởi vì hắn biết mình không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào sư phụ. Trước đây hắn đã quen dựa dẫm vào sư phụ, nếu tiếp tục như vậy thì con đường tu chân của hắn không thể tiến xa hơn. Và lại nơi này không phải trái đất, còn nguy hiểm hơn trái đất, là thế giới của người tu chân. Trong tu chân giới mênh mông rộng lớn, sơn hải giới chỉ là hạt cát trên sa mạc, lẽ nào hắn cứ mãi dựa dẫm vào sư phụ? Dương Bách Xuyên không phải loại người thích dựa dẫm vào người khác, hắn có ước mơ của mình. Bông hoa trong nhà kính một khi ra khỏi nhà kính, đối mặt với dãi nắng dầm mưa thì chỉ có một con đường, đó là nhanh chóng lụi tàn. Hắn phải làm một cây to có thể che phủ bầu trời, chứ không phải bông hoa trong nhà kính. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nói với sư phụ, lão già à, con tin rằng mình có thể làm được. Và lại tiêu hao thần hồn quá nhiều cũng là một cơ hội, chỉ cần con có thể chịu đựng được thì sẽ là một lần thăng hoa. Đúng là con chỉ cần chọn giữ lại người lớn hoặc đứa bé là được, như vậy sẽ dễ dàng hơn, nhưng... Yêu tộc cũng là sinh linh, hơn nữa con đã hứa với vượn trắng sẽ là dốc hết sức cứu chữa, đã nói thì phải giữ lời. Và lại con không muốn thấy cảnh một người mẹ mất con, hoặc là đứa con mất mẹ. Từ nhỏ con đã không có ba mẹ, con cũng là trẻ mồ côi, con hiểu nỗi chua xót này. Vì vậy con có thể cố gắng hết sức thì nhất định sẽ làm. Mặt khác, con không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào người, con muốn làm một cây to sừng sững che trời, không muốn làm một bông hoa núp dưới cánh chim của sư phụ, trông thì tươi đẹp nhưng chẳng được tích sự gì. Con tin mình có thể làm được. Tốt lắm, nói rất hay, không hổ là đồ đệ của Vân Thiên Tà ta. Có chí khí, đồ đệ ngu ngốc. Con nói ra những lời này chứng tỏ con đã trưởng thành, vi sư rất vui. Có câu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, con có thể vứt bỏ quan niệm chủng tộc, coi trọng tính mạng của sinh linh vạn vật như vậy là rất tốt. Chữ chân trong tu chân tức là bản tâm bản tính, chân là thiện niệm, thiện là đại đạo cao nhất trên thế gian. Có lẽ bây giờ con không hiểu được thế nào là thiện đạo, nhưng sau này con tu luyện có thành tựu sẽ hiểu ra thiện là sức mạnh đại đạo to lớn trên thế giới. Vi sư tu hành vài vạn năm mới hiểu đại đạo là gì, còn con hôm nay đã ươm dễ thiện đạo, tương lai khó lường, số mệnh sẽ không tệ. Đối với con mà nói, chuyện hôm nay cũng là tu hành. Thông qua ý nghĩ này của con, vi sư tin tưởng con và tự hào về con. Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Tà khen ngợi Dương Bách Xuyên. Sau đó ông tiếp tục nói, nhưng làm gì cũng phải chú ý phương pháp. Hiện tại còn năm châm cuối cùng là có thể hoàn thành trận pháp linh nguyên thần hồn. Con hãy thay đổi lối tư duy, suy nghĩ xem ngoài thần hồn ra còn có sức mạnh nào có thể giúp con tiến hành trận pháp châm cứu không? Còn sức mạnh nào? Dương Bách Xuyên sửng sốt, lẩm bẩm một câu. Hắn hiểu ý của sư phụ, cấp tốc động não. Điều kiện bất biến của trận pháp linh nguyên thần hồn là chân khí và sức mạnh thần hồn đồng thời tiến hành, không có lối tắt, càng không có yếu tố thay thế. Khi thực hiện đến châm thứ 102, nếu không tìm thấy sức mạnh thay thế thần hồn, trong khi hắn không thể từ bỏ,
cũng không muốn nhờ vả sư phụ, vậy thì con đường duy nhất là dựa vào nghị lực bền bỉ. Nghị lực. Đúng, chính là nghị lực, chỉ cần mình không từ bỏ thì có thể đi đến đích. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây, đầu óc trở nên thông suốt, tâm trạng nặng nề cũng bay biến, linh hồn sáng trong. Lúc này biển ý thức và thần hồn bản mệnh trong kim đan của hắn ầm ầm chấn động. Sau đó, thần hồn lập tức phóng ra không ngừng. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, sức mạnh thần hồn của hắn đã đột phá lên một tầng mới. Trước đây Dương Bách Xuyên chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh thần hồn, nhưng sau khi thần hồn bản mệnh trong kim đan chấn động, hắn đột nhiên nhìn thấy sức mạnh thần hồn của mình. Nếu ví chân khí là con người, thì thần hồn chính là bóng của con người. Trước đây hắn không nhìn thấy bóng của mình, nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấy. Đây là sự thay đổi sau khi thần hồn của Dương Bách Xuyên đột phá đến cực hạn. Hiện tại sức mạnh thần hồn của hắn chắc chắn mạnh hơn trước kia không chỉ một cấp. Mọi mệt mỏi đều tan biến, sinh lực tràn trề. Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, vung tay hoàn thành năm châm còn lại một cách dễ dàng. Khi châm cuối cùng đâm xuống, trên người vượn trắng mẹ phát ra ánh sáng. Bốn loại linh khí, sức mạnh sinh cơ, yêu khí, sức mạnh thần hồn đồng thời tỏa ra từ trong cơ thể vượn trắng nhưng không lan rộng, mà xoay tròn trên bụng vượn trắng, ngưng tụ không tan biến. Linh khí quanh đại điện cũng liên tục kéo đến. Tất cả đều tràn vào trong cơ thể vượn trắng mẹ. Đến lúc này trận pháp linh nguyên thần hồn đã thành công. Dương Bách Xuyên nhìn trận pháp thành công, lòng thầm cảm thán, vì mẹ con vượn trắng, suýt chút nữa mình đã cạn kiệt thần hồn, đi đời nhà ma. Tuy nhiên sức mạnh thần hồn cũng đột phá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đúng là nhân nào quả nấy, sư phụ nói thiên đạo vô tình mà cũng hữu tình quả không sai. Tóm lại là hy sinh sẽ nhận được báo đáp. Nếu như lúc nãy mình nhận sự trợ giúp của sư phụ thì không biết đến bao giờ mới có thể đột phá sức mạnh thần hồn. Đây là chân lý cần cù bù thông minh, kiên trì tới cùng ắt thành công đúng không? Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng. Nhưng sư phụ Vân Thiên Tà lại nói, thằng nhóc ngu ngốc, kiên trì chăm chỉ dĩ nhiên là cơ sở của tu chân và làm những việc khác, nhưng không phải ai hoặc bất cứ việc gì kiên trì cũng nhận được báo đáp. Có đôi khi, thôi, không nói về chuyện này nữa. Con chỉ cần nhớ rằng kiên trì và siêng năng chỉ là cơ sở tu chân, cộng thêm thiện niệm hoặc tài năng mới có thể nhận được hồi báo từ thiên đạo. Phải có đầy đủ ba yếu tố này, tu chân không có đường tắt, nhưng cũng phải xem tình hình thực tế mà quyết định. Trong lúc hai thầy trò nói chuyện, Bạch Khởi ở bên cạnh kích động hỏi, Dương huynh đệ, thành công rồi phải không? Lúc này Dương Bách Xuyên mới ngẩng đầu nhìn Bạch Khởi, bị ánh mắt của đối phương dọa giật mình. Ánh mắt Bạch Khởi nhìn hắn giống như ánh mắt thiếu nữ nhìn tình lang, nếu không phải Bạch Khởi có mặt vượn, thì Dương Bách Xuyên tin chắc rằng vẻ mặt hắn ta tràn đầy sắc xuân. Dương Bách Xuyên bất giác dùng mình, thành công rồi, ngươi lùi ra sau một chút, ta còn phải phẫu thuật cho vợ ngươi. Bị một con vượn nhìn bằng ánh mắt nóng rực và dạt dào tình cảm như thế, Dương Bách Xuyên nổi da gà toàn thân. Vợ, phẫu thuật. À quên, ngươi là yêu tộc Sơn Hải Giới, không hiểu ngôn ngữ chỗ chúng ta. Ý ta là ta chuẩn bị tiến hành bước chữa trị tiếp theo cho phu nhân của ngươi, có điều phải rạch một vết ở bụng của nàng. Ngươi đừng lo về ngoại thương, ta phải lấy vượn con trong bụng nàng ra. Ngươi lùi về sau một chút, không được quấy rầy ta. Dương Bách Xuyên giải thích. Được, bây giờ Bạch Khởi vô cùng tin tưởng Dương Bách Xuyên, đương nhiên không sợ đối phương hại phu nhân của mình. Nói xong hắn ta vội vàng lùi ra tận cửa đại điện mới dừng lại. Dương Bách Xuyên không biết rằng hồi nãy Bạch Khởi nhìn mình ánh mắt nóng bỏng bởi vì cảm động và biết ơn. Sau khi đuổi Bạch Khởi ra xa, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi vận chuyển chân khí rạch vào bụng vượn trắng mẹ, lòng thầm cảm thán hôm nay mình sẽ làm phẫu thuật ngoại khoa. Điểm khác biệt là đối tượng được phẫu thuật là yêu thú. Hắn không dùng dao giải phẫu mà trực tiếp dùng ngón tay làm dao. Trong cơ thể vượn trắng mẹ có cặp sinh đôi khác giới. Thật ra lúc thực hiện Dương Bách Xuyên rất căng thẳng, rạch bụng vượn trắng mẹ rất khó, hắn phải tiến hành từng chút một. Hạ dao như thế nào, kích cỡ vết rạch ra sao, Dương Bách Xuyên đã nghiên cứu mấy vấn đề này từ trước, bây giờ cứ tiến hành là được. Nhưng bởi vì hắn quá căng thẳng nên vết rạch dài một thước chỉ cần vài giây là xong, nhưng hắn phải mất một phút đồng hồ mới hoàn thành, hơn nữa đầu còn đẫm mồ hôi. Nhưng cũng phải thôi,
hắn là đàn ông phải làm bà đỡ, thiếu nữ lần đầu lên kiệu hoa không căng thẳng mới lạ. Một giây sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai con vượn trắng có lông máu màu trắng xám, nhỏ như con mèo xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này hắn không dám lãng phí thời gian, hai tay run rẩy nhanh chóng lấy cặp vượn trắng ra khỏi bụng mẹ. Hai bé vượn trắng sinh non, khí tiên thiên không đủ, cộng thêm trước đó ở trong bụng mẹ bị ảnh hưởng bởi hai luồng sức mạnh một âm một dương, cho nên hiện tại rất nguy hiểm, cần phải mau chóng cung cấp năng lượng sống cho chúng. Dương Bách Xuyên gọi Bạch Khởi đứng ở cửa đại điện nhìn hai đứa bé được lấy ra khỏi bụng mẹ, lão Bạch đừng ngây ra đó. Con của ngươi thiếu khí tiên thiên, ta phải nhanh chóng cứu chữa, ngươi tự chữa trị vết thương trên bụng phu nhân đi, dùng dược lực của ngươi cũng được. Mau lên. Ta đến đây. Lúc này Bạch Khởi vừa căng thẳng vừa hạnh phúc, căng thẳng vì vợ, kích động vì con. Hắn ta lướt vèo đến bên cạnh vợ rồi xử lý vết thương cho vợ theo cách của Dương Bách Xuyên. Thật ra có nước sinh mệnh và linh nguyên thần hồn của Dương Bách Xuyên, vết thương trên người vượn trắng mẹ có thể tự khôi phục, nhưng Bạch Khởi trợ giúp thì có thể hồi phục nhanh hơn, cũng coi như chuyện tốt. Tóm lại là tính mạng của vượn trắng mẹ đã an toàn. Dương Bách Xuyên mặc kệ vợ chồng Bạch Khởi, đi sang bên cạnh lấy một cái chậu gỗ to và một cái chăn trong không gian bình càn khôn ra. Đó đều là đồ dùng hàng ngày mà hắn đặt trong không gian bình càn khôn, chưa dùng bao giờ. Bây giờ lấy ra có thể cho hai đứa con của Bạch Khởi sử dụng. Hắn trải chăn lên chậu, đặt cặp vượn trắng con vào chậu, sau đó lấy ra hai giọt nước sinh mệnh rồi cho mỗi bé vượn trắng uống một giọt. Tiếp theo, hắn dùng hai tay đặt lên người hai bé vượn trắng, giúp hai bé hấp thụ nước sinh mệnh. Chỉ cần vượn trắng con hấp thụ nước sinh mệnh là có thể giữ mạng, lần cứu chữa này coi như thành công. Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại. Chậm rãi truyền chân khí vào cơ thể vượn trắng con. Chân khí dẫn dắt năng lượng của nước sinh mệnh tẩy tủy cho vượn trắng con. Cả quá trình vô cùng chậm rãi, Dương Bách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí vì sợ sơ ý sẽ làm vượn trắng con bị thương. Chậm mà chắc còn hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là mấy tiếng, cũng có thể là vài ngày, thậm chí lâu hơn, Dương Bách Xuyên mới hoàn thành tẩy tủy cho hai bé vượn trắng. Hoàn toàn luyện hóa sức mạnh sinh cơ của nước sinh mệnh trong cơ thể chúng. Hiện tại Dương Bách Xuyên cảm thấy các chức năng cơ thể của hai bé vượn trắng vô cùng khỏe mạnh, thậm chí là rất mạnh mẽ. Nước sinh mệnh và chân khí của hắn đã hoàn toàn bù vào khí tiên thiên khuyết thiếu vì sinh non. Thậm chí sau khi được cải tạo bằng nước sinh mệnh, huyết mạch trong cơ thể hai bé vượn trắng đã phản tổ tiến hóa một lần. Hơn nữa ba mẹ của hai bé vượn trắng là yêu tộc mạnh mẽ, trong người chúng đã có yêu lực mạnh mẽ ngang với sức mạnh trúc cơ của nhân tộc. Đúng là người so với yêu, người thức chết, cục cưng nhà người ta vừa chào đời đã là trúc cơ. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng, sau đó mở mắt ra. Hắn mở mắt ra thì thấy anh em Gia Cát và Tiểu Hòa Thượng cũng ở trong đại điện. Hiện tại ba người rất rảnh, đang ăn uống chỗ bàn đá trong góc đại điện. Trên bàn toàn là các loại linh quả, còn có mùi rượu khỉ quen thuộc. Vợ chồng Bạch Khởi thì đang ngồi xổm cạnh chậu lớn, một trái một phải bảo vệ con mình. Khi Dương Bách Xuyên mở mắt ra, Bạch Khởi reo lên đầy vui mừng, Dương huynh đệ tỉnh rồi à. Có lẽ là do mọi việc đã xong xuôi nên lúc này tâm trạng Dương Bách Xuyên rất thư thái. Bạch Khởi gọi là Dương huynh đệ khiến hắn cảm thấy là lạ, ai mà ngờ được có một ngày vượn trắng biết nói tiếng người lại gọi mình là huynh đệ. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết là vượn trắng Bạch Khởi đã đón nhận mình. Đây là chuyện tốt, yêu tộc xưng huynh gọi đệ với mình tức là vô cùng tin tưởng. Dương Bách Xuyên gật đầu, mỉm cười hỏi, phu nhân của ngươi sao rồi? Thật ra hắn đã cảm nhận được phu nhân của Bạch Khởi đã khỏi hẳn, ngay cả vết thương cũng không để lại sẹo, vết máu đáng sợ màu đỏ thẫm đã biến mất, nơi bí ẩn nào đó bị bộ lông dài mềm mượt che khuất. Tóm lại là bình thường rồi. Có điều hễ nghĩ đến hình ảnh mình thấy trên người vượn trắng mẹ là mặt Dương Bách Xuyên lại nóng bừng lên. Nhưng vì cứu người, hắn không thẹn với lương tâm. Bạch Khởi còn chưa trả lời, vượn trắng mẹ ở bên cạnh đã chủ động đứng dậy, trịnh trọng khom người trước Dương Bách Xuyên, thiếp là Bạch Tố, cảm ơn Dương huynh đệ đã cứu mạng. Lời nói và hành động không kém gì tiểu thư khuê các dòng dõi thư hương ở nhân tộc, điểm khác biệt là Bạch Tố có hình hài vượn trắng. Dương Bách Xuyên vội vàng đứng dậy đáp lễ, thì ra Bạch Phu Nhân tên là Bạch Tố. Tên rất hay, Bạch Phu Nhân đừng khách sáo, ta có thể giúp đỡ mẫu tử ngươi cũng là cơ duyên đưa đẩy.
Mặc dù Bạch Tố thân vượt, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được sự dịu dàng e lệ đầy nữ tính trên người nàng. Sau khi khom người cảm ơn Dương Bách Xuyên, nàng mới hỏi với vẻ mong chờ, Dương huynh đệ, không biết con chúng ta. Bạch phu nhân yên tâm, hai đứa trẻ không còn gì đáng ngại. Huyết mạch của hai đứa nhóc này đã tiến hóa bước đầu, ta tin rằng chúng còn khỏe mạnh hơn những đứa trẻ khác trong tộc vượn trắng các ngươi. Bây giờ hai vị có thể thăm trẻ, chúng chỉ đang ngủ thôi. Dương Bách Xuyên mỉm cười ngỏ ý vợ chồng Bạch Khởi có thể thăm con. Hai vợ chồng mừng rỡ cảm ơn, sốt sắng ôm lấy hai đứa bé. Mà lúc này, tiểu hòa thượng ở góc đại điện không nhịn được gọi to, lão đại. Thấy tiểu thượng muốn tới đây nhưng có vẻ sợ vợ chồng Bạch Khởi, Dương Bách Xuyên bèn mỉm cười đi tới chỗ ba người. Hắn chào hỏi rồi ngồi xuống. Trong lúc trò chuyện Dương Bách Xuyên mới biết ba người chờ mình ở bên ngoài hang động suốt ba ngày mà không thấy mình ra ngoài, cho nên mới vào hang động tìm mình. Dương Bách Xuyên rất cảm động, điều này chứng tỏ ba người họ coi mình là anh em bạn bè. Sau khi ba người vào đây, vợ chồng Bạch Khởi không hề làm khó, ngược lại còn mang linh quả và rượu khỉ cho bọn họ ăn uống trong lúc chờ Dương Bách Xuyên tỉnh lại, lần này chờ ròng rã 6 ngày. Cho tới ngày hôm nay, trước sau tổng cộng 10 ngày Dương Bách Xuyên mới tỉnh lại. Tu chân không có 5 tháng, tu vi của Dương Bách Xuyên càng cao, câu này càng thể hiện rõ, chính hắn cũng cảm nhận được. Chỉ luyện hóa nước sinh mệnh trong cơ thể vượn trắng con mà, thời gian bên ngoài đã trôi qua 10 ngày. Khi bốn người đang uống rượu khỉ, vợ chồng Bạch Khởi bế con mình đi tới. Dương Bách Xuyên thấy cặp vượn trắng con đã mở mắt, con ngươi màu vàng lấp lánh. Lông máu vẫn màu trắng xám, thân nhỏ như mèo con. Nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng dưới sự chăm sóc của vợ chồng Bạch Khởi, vượn con sẽ lớn rất nhanh. Sau khi vợ chồng Bạch Khởi đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, hai bé vượn trắng cứ mải miết nhìn hắn, móng vuốt nhỏ duỗi ra, miệng kêu ê a, muốn nhào vào lòng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha hả, đứng dậy ôm hai đứa bé vào lòng. Hắn không hề bất ngờ khi thấy cặp vượn trắng con thân thiết với mình. Bởi vì trong cơ thể chúng có chân khí và nước sinh mệnh của hắn. Bạch Khởi và phu nhân Bạch Tố đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên nói với Dương Bách Xuyên, Dương huynh đệ, Bạch Khởi có một thỉnh cầu không biết có nên nói ra hay không. Dương Bách Xuyên vừa chơi với vượn con vừa nói, ngươi cứ nói thoải mái. Ta muốn kết nghĩa với Dương huynh đệ, chẳng hay ngươi có bằng lòng không? Dứt lời Bạch Khởi nhìn Dương Bách Xuyên. Kết nghĩa, Dương Bách Xuyên sững sờ. Không ngờ Bạch Khởi lại nói như vậy, mãi lâu sau vẫn không lên tiếng. Thấy Dương Bách Xuyên không đáp lời, Bạch Khởi thở dài hỏi, lẽ nào Dương huynh đệ coi thường Bạch Mỗ là yêu tộc? Hay là trong mắt Dương huynh đệ, Bạch Mỗ chỉ là xúc sinh? Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trong đại điện lập tức lạnh đi vài độ, làm cho ba người tiểu hòa thượng lúng túng mất tự nhiên. Tất nhiên không phải là Dương Bách Xuyên coi thường Bạch Khởi là yêu tộc, mà là hắn hơi mơ hồ nên mới ngây ra. Sau khi hoàn hồn, hắn vội vàng lên tiếng, Bạch. Bạch đại ca hiểu lầm rồi, chẳng qua là đệ cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ, ha ha. Có thể kết nghĩa với Bạch đại ca, đệ cầu còn không được. Đệ còn sợ huynh để ý chuyện đệ là nhân tộc ấy chứ. Vậy thì chúng đệ kết nghĩa đi, đệ không phải người của Sơn Hải giới, không kỳ thị chủng tộc. Không giấu gì Bạch đại ca, đệ còn có người bạn vô cùng quan trọng cũng là yêu tộc. Vì vậy đệ tuyệt đối không có quan niệm coi thường yêu tộc, huynh đừng nghĩ nhiều. Dương Bách Xuyên tìm hiểu sách cổ, biết rằng kết nghĩa là tập tục xã giao của người Hán, vốn là lễ chào trưởng bối của con em hai gia đình thân thiết nhiều đời. Ngày xưa đây cũng là tên gọi khác của huynh đệ kết nghĩa khác họ. Sau này kết nghĩa còn chỉ bạn tri âm, bạn bè vào sinh ra tử, bạn vong niên. Dương Bách Xuyên không biết Bạch Khởi nói kết nghĩa là chỉ loại nào. Là kết giao tình nhân yêu, hay là ân tình? Không đúng, hẳn là giao tình duyên phận. Dù sao cũng là chuyện tốt, Dương Bách Xuyên cảm thấy Bạch Khởi đề cập đến chuyện này chứng tỏ người ta có lòng. Bạch Khởi là yêu tộc, người ta ngang tầm kim đan kỳ đại viên mãn của nhân tộc, chỉ thiếu chút nữa thôi là thành cao thủ nguyên anh kỳ. Vì vậy nói đúng ra thì Bạch Khởi hạ mình kết giao với hắn tức là người ta coi trọng hắn. Và lại Dương Bách Xuyên là người Trung Quốc. Không có quan niệm nhân tộc và yêu tộc như nước với lửa của người Sơn Hải giới. Hắn chịu ảnh hưởng từ sư phụ Vân Thiên Tà, sinh linh vạn vật trên thế gian bước vào tu chân đều bình đẳng.
hắn không kỳ thị giống loài. Bạch Khởi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười, thoải mái nói, tốt lắm, Bạch Khởi này được kết nghĩa với đệ chính là phúc của huynh, cũng là phúc của cả nhà huynh. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ thôi. Vâng, cầu còn không được, có thể kết nghĩa với Bạch Đại ca cũng là niềm vinh hạnh của đệ. Dương Bách Xuyên rất vui. Đây là người bạn đầu tiên, cũng là huynh đệ đầu tiên của hắn sau khi đến Sơn Hải giới, không ngờ lại là yêu tộc. Yêu tộc còn hợp cả với Dương Bách Xuyên hơn nhân tộc. Yêu tộc thẳng thắn hào sảng, thường không mưu mô. Hai người lập tức quỳ xuống, quay mặt ra cửa đại điện. Giữa trán Bạch Khởi xuất hiện một giọt máu, hắn chỉ tay lên trời nói, thiên đạo trên cao. Hôm nay, vượn trắng Bạch Khởi thuộc yêu tộc và Dương Bách Xuyên thuộc nhân tộc kết nghĩa huynh đệ. Sau này trên con đường tu hành có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng hội cùng thuyền không bao giờ rời bỏ. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Dương Bách Xuyên cũng ép ra một giọt máu ở giữa trán, giơ tay chỉ lên trời thề thiên đạo trên cao. Hôm nay, Dương Bách Xuyên thuộc nhân tộc và vượn trắng Bạch Khởi thuộc yêu tộc kết nghĩa huynh đệ. Sau này trên con đường tu hành có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng hội cùng thuyền không bao giờ rời bỏ. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Hai người thề với trời, hai giọt máu lóe sáng rồi dùng hợp vào nhau, nháy mắt biến thành xương máu xuất hiện giữa không trung rồi biết mất giữa đất trời. Đến đây lời thề thiên đạo đã thành công. Dương Bách Xuyên chợt cảm thấy cõi lòng chấn động, hắn biết đây là thiên đạo đã chấp nhận lời thề của hắn và Bạch Khởi. Thiên đệ! Đại ca! Ha ha ha! Hai người nhìn nhau, cùng cất tiếng cười sang sảng, một người một vượn trắng, một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ nắm chặt. Giờ đây Dương Bách Xuyên đã có một huynh đệ kết nghĩa ở Sơn Hải giới là vượn trắng thuộc yêu tộc có tu vi kim đan kỳ đại viên mãn. Tiếp theo, phu nhân của Bạch Khởi là Bạch Tố đi tới, trịnh trọng hành lễ với Dương Bách Xuyên, thiếp chúc mừng tiểu thúc và phu quân. Lần này Dương Bách Xuyên đáp lễ rất trịnh trọng, hiện tại hắn và Bạch Khởi đã kết nghĩa huynh đệ, đương nhiên phải nghiêm túc hành lễ với Bạch Tố. Tiểu đệ bái kiến tẩu tẩu, Dương Bách Xuyên vừa nói vừa cung kính hành lễ với Bạch Tố. Tiểu thúc mau đứng dậy đi, Bạch Tố thản nhiên nhận một bái của Dương Bách Xuyên. Sau đó, anh em Gia Cát và Tiểu Hòa Thượng cũng chúc mừng Bạch Khởi. Bốn người và gia đình Bạch Khởi ngồi xuống uống rượu nói chuyện. Sau khi uống ba bát rượu khỉ, Bạch Tố đột nhiên lên tiếng, tiểu thúc này, nhân tộc các đệ hầu hết đều thông minh, ta thấy tiểu thúc nói năng như học giả trên triều đình. Hôm nay mẫu tử ta thoát hiểm, đệ và phu quân kết bái, chỉ bằng mời tiểu thúc đặt tên cho hai đứa bé có được không? Được được được, nên thế. Huynh là yêu tộc thô lỗ, không giỏi văn vẻ, xin nhờ hiền đệ đặt tên cho đứa bé. Bạch Khởi lập tức mỉm cười tán thành. Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, nhưng đặt tên thôi mà, không làm khó được mình. Hắn tươi cười bảo, hai đứa bé là sinh đôi. Chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của huyền xương mãng xà và xích diễm cự ưng mà vẫn bình an, điều này chứng tỏ hai đứa nhỏ mệnh cứng và may mắn. Vừa khéo chúng là một nam một nữ, nhân tộc bọn đệ gọi là song sinh long phượng trình tường. Đệ thấy nên đặt tên cho bé trai là Bạch Long, bé gái là Bạch Phượng, ngụ ý long phượng trình tường, gặp dữ hóa lành. Không biết đại ca và tẩu tẩu thấy sao? Long phượng trình tường rồng, phượng báo điềm lành khi nói về hạnh phúc lứa đôi. Sự may mắn, thịnh vượng về công danh, tài lộc và địa vị xã hội. Bạch Long Bạch Phượng, Long Phượng Trình Tường. Vợ chồng Bạch Khởi khẽ lặp lại. Sau đó hai vợ chồng nở nụ cười, Bạch Khởi cười sang sảng, hay hay hay. Bạch Long Bạch Phượng, Long Phượng Trình Tường. Trước đây huynh từng nghe nói nhân tộc mong con mình thành rồng thành phượng, ngụ ý rất tốt đẹp. Hai cái tên này rất hay, vẫn là hiền đệ có học vấn, ha ha ha. Bạch Khởi nói xong, Bạch Tố chợt xen lời, thiếp còn có một vấn đề mong tiểu thúc cho ý kiến. Mời tẩu tẩu nói, Dương Bách Xuyên gật đầu. Hai đứa trẻ là song sinh long phượng, nhưng không biết nên phân biệt lớn nhỏ thế nào. Bạch Tố hỏi. Dương Bách Xuyên cũng mờ mịt, lúc đó hắn chỉ lo cứu hai bé vượn trắng trong bụng Bạch Tố, hai đứa được lấy ra khỏi bụng mẹ gần như cùng lúc. Thật sự là hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề ai lớn ai nhỏ. Bây giờ Bạch Tố hỏi vậy đúng là làm khó hắn. Dương Bách Xuyên hơi dầu dĩ. Lúc này, Tiểu Hòa Thượng nói leo, lão đại, đơn giản ấy mà. Nhân tộc chúng ta chú trọng tôn ti trái phải, đứa bên tay trái ngươi là lớn,
đứa bên tay phải ngươi là nhỏ. Ồ, Tiểu Phàm thông minh đấy, ha ha ha. Dương Bách Xuyên lập tức khen ngợi Tiểu Hòa Thượng. Thứ tự lớn bé của hai đứa nhỏ được quyết định theo ý của Tiểu Hòa Thượng. Lúc đó Dương Bách Xuyên lấy Bạch Long và Bạch Phượng ra cùng lúc, bên trái là Bạch Long, bên phải là Bạch Phượng. Vì vậy Bạch Long là ca ca, Bạch Phượng là muội muội. Tiểu Hòa Thượng không thể ngờ rằng bởi vì ý tưởng tôn ti trái phải này của hắn mà sau này bị Bạch Phượng giày vò gần chết, nhưng đó là chuyện sau này. Tiếp đó mọi người nói tới chuyện nhóm Dương Bách Xuyên xuất hiện ở núi Đường Đình. Bạch Khởi hỏi, à phải rồi hiền đệ, tuy núi Đường Đình không lớn như núi non trong địa hạt đại hoang nhưng cũng không phải là dãy núi bình thường, có nhiều thú dữ và yêu tộc, nhân tộc các đệ rất ít khi đến núi Đường Đình. Không phải vì huynh chê các đệ đâu, nhưng tu vi của bốn người các đệ không cao lắm, sao lại tùy tiện chạy vào sâu trong núi Đường Đình. Nghe Bạch Khởi hỏi vấn đề này, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi kể lại những gì mình đã trải qua. Đồng thời hắn còn nhờ Bạch Khởi giúp đỡ hỏi thăm về con chồn, dù sao yêu tộc rộng lớn nhiều loài, con chồn cũng là yêu tộc. Vợ chồng Bạch Khởi vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ giúp đỡ, còn nói với Dương Bách Xuyên, hiền đệ cứ ở lại động phủ của đại ca. Có vi huynh ở đây, cho dù là lão quái Nguyên Anh đến thì vi sư cũng có thể bảo vệ đệ an toàn, chứ đừng nói chi đến thành chủ thành Chiêu Giao là kim đan đại viên mãn. Cảm ơn ý tốt của đại ca. Bọn đệ chuẩn bị rời khỏi đây đến tán tu trần, đệ còn phải đi tìm đồ đệ và những người khác, không thể ở mãi trong núi được. Dương Bách Xuyên đáp lời. Vậy thì không vội, trước tiên cứ ở lại mấy ngày rồi tính tiếp. Bạch Khởi giữ chân. Vâng, vậy thì đệ quấy rầy đại ca mấy hôm. Bạch Khởi trợn mắt nói, giờ chúng ta đã là huynh đệ, sau này không được khách sáo. Vâng, Dương Bách Xuyên đang định trả lời thì toàn thân bỗng run lên. Hắn cảm nhận được không gian bình càn khôn hơi chấn động, hầu đậu đậu đã tỉnh lại. Hơn nữa lúc này cả người nó lấp lánh ánh sáng vàng, đứng dưới cây đào trên ngọn núi gầm rú. Gừ gừ, tiếng kêu của hầu đậu đậu đã thay đổi. Trước kia nó kêu két két, bây giờ biến thành tiếng rú. Dương Bách Xuyên vừa nhìn là biết hầu đậu đậu thấy quả đào trên cây đã biến mất nên nổi giận. Hắn cười thầm trong lòng. Suy nghĩ chốc lát rồi gọi hầu đậu đậu trong không gian bình càn khôn ra. Hắn nghĩ hầu đậu đậu cũng là tộc viên hầu giống đại ca Bạch Khởi, cho nó ra ngoài gặp mặt cũng tốt. Trong đại điện, Bạch Khởi đang nói chuyện với Dương Bách Xuyên thì thấy đối phương nhắm mắt lại không nói nữa. Mọi người đều biết người tu đạo có thể tiến vào trạng thái tu luyện mọi lúc mọi nơi, hắn ta còn tưởng Dương Bách Xuyên đang tu luyện. Nào ngờ một giây sau, bên cạnh Dương Bách Xuyên lóe lên một quầng sáng vàng. Bạch Khởi giật mình, toàn thân căng thẳng, nhưng sau khi nhìn rõ con khỉ lông vàng xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, hắn ta lập tức trợn to mắt. Dương Bách Xuyên đã coi Bạch Khởi là người một nhà nên không kiêng kỵ hắn ta, thẳng thắn nói, đại ca, đây là linh thú của đệ. Vừa rồi đệ phát hiện huyết mạch của nó đã tiến hóa, bèn thả nó ra ngoài hít thở không khí. À phải rồi, nó tên là Hầu Đậu Đậu. Dương Bách Xuyên đang nói thì phát hiện đại ca Bạch Khởi run rẩy cả người. Mắt dán chặt vào hầu đậu đậu, dường như có gì đó bất thường. Mà lúc này, hầu đậu đậu vừa ra ngoài cũng nhìn thấy Bạch Khởi. Dương Bách Xuyên nhận thấy trên người nó toát ra khí thế vô hình. Khí tức rất đặc biệt. Đột nhiên hắn nghĩ tới phần giới thiệu đẳng cấp yêu thú trong truyền thừa của sư phụ. Trong truyền thừa nói giữa yêu thú và yêu thú có uy áp huyết mạch tự nhiên. Nhất là giữa đồng loại, loại uy áp huyết mạch vô hình này là rõ ràng nhất. Huyết mạch của yêu thú cấp cao trời sinh áp chế huyết mạch của yêu thú cấp thấp, thể hiện rất rõ giữa đồng loại đồng tộc. Điều này không liên quan đến tu vi thực lực, chỉ là ưu thế tự nhiên mà đẳng cấp thiên phú huyết mạch mang lại. Hầu đậu đậu là loài khỉ, đại ca Bạch Khởi cũng là loài khỉ. Lẽ nào giữa hai người có mối liên hệ nào đó? Dương Bách Xuyên cho là như thế. Đúng lúc này, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Bịch bịch. Hai tiếng bịch vang lên liên tiếp, là vợ chồng đại ca Bạch Khởi cùng quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên giật mình, đang định đỡ hai người họ dậy thì nghe thấy đại ca Bạch Khởi lên tiếng. Bấy giờ Dương Bách Xuyên mới biết vợ chồng họ không quỳ mình, mà quỳ hầu đậu đậu bên cạnh mình. Buồn ơi là sầu. Hắn chỉ nghe thấy đại ca Bạch Khởi lên tiếng, nhưng không phải tiếng người mà là tiếng thú. Hú, hú hú, hú hú. Âm lượng không lớn. Chỉ như nói chuyện bình thường.
Sau đó Hầu Đậu Đậu cũng đáp lại, hú hú hú, hú hú. Hú hú. Hú hú. Hai người, à không, hai thú bắt đầu dùng tiếng thú nói chuyện nửa tiếng. Trong khi đó, Bạch Tố bế hai bé vượn trắng lẳng lặng quỳ gối, cúi đầu không dám đứng dậy. Hai bé vượn trắng trong lòng nàng vốn rất quậy, nhưng kể từ khi Hầu Đậu Đậu xuất hiện, chúng không quậy nữa, trở nên ngoan như mèo. Trong lúc đại ca Bạch Khởi và Hầu Đậu Đậu nói chuyện, tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên nhỏ giọng thì thầm, lão đại, hình như con khỉ này của ngươi không đơn giản, ngay cả vượn trắng kim đan kỳ đại viên mãn cũng quỳ trước nó. Chuyện này là sao? Dương Bách Xuyên ậm ừ cho qua chuyện, không trả lời tiểu hòa thượng, song trong lòng lại nói, đương nhiên là không đơn giản. Hầu Đậu Đậu chết tiệt có huyết mạch thông tí viên hầu trong tứ hầu hỗn thế, là dị chủng hồng hoang, không kém gì thần long thần phượng trong truyền thuyết. Sau đó cuộc nói chuyện giữa Bạch Khởi và Hầu Đậu Đậu kết thúc. Sau khi Hầu Đậu Đậu phát ra một tiếng rú trầm đục, vợ chồng Bạch Khởi mới đứng dậy. Có thể thấy hai người họ vô cùng kính trọng Hầu Đậu Đậu, thậm chí ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Tên họ Dương nào đó không vui nổi, hắn híp mắt nhìn Hầu Đậu Đậu bên cạnh, thầm mắng trong lòng, Hầu Đậu Đậu chết tiệt, con mẹ nó, ta và đại ca vừa mới kết nghĩa huynh đệ, vì nhỏ tuổi hơn nên làm đệ đệ. Bây giờ ngươi vừa ra ngoài, đại ca liền quỳ xuống. Con mẹ nó, ta phải xử lý thế nào? Tên họ Dương nào đó oán trách Hầu Đậu Đậu. Hắn biết Hầu Đậu Đậu đã tiến hóa huyết mạch sau khi ăn trộm linh đào trong bình càn khôn. Kết quả là giữa nó và đại ca Bạch Khởi có mối liên hệ nào đó. Vai vế loạn hết cả lên. Dương Bách Xuyên cảm thấy Hầu Đậu Đậu hơi vênh váo. Sau khi nói chuyện với đại ca Bạch Khởi bằng tiếng thú xong, nó nhảy tót lên vai Dương Bách Xuyên. Tên họ Dương nào đó vốn đã khó chịu về Hầu Đậu Đậu, bèn tiện tay vỗ lên đầu nó làm nó ngã lộn xuống đất. Két két két, Hầu Đậu Đậu ấm ức mắng Dương Bách Xuyên. Ngã đáng đời ngươi, ai bảo ngươi bắt đại ca của ta quỳ. Rốt cuộc tên họ Dương nào đó cũng cảm thấy cân bằng tâm lý. Nhưng Bạch Khởi lại cuống quýt nói, hiền đệ đừng đánh. Đại ca đừng can thiệp, con khỉ chết tiệt này nghịch lắm, ba ngày không đánh là nhảy lên mái nhà lật ngói ngay. Dứt lời hắn nhìn Bạch Khởi và nói tiếp, à đại ca này, vừa rồi hai bên nói tiếng yêu tộc phải không? Nói gì vậy? Vợ chồng Bạch Khởi thấy Dương Bách Xuyên dùng bạo lực với Hầu Đậu Đậu, khóe miệng giật điên cuồng. Bạch Khởi hít sâu một hơi, nhìn Hầu Đậu Đậu lộ vẻ ấm ức rồi lại nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó mới trả lời. Hiền đệ à, Hầu Đậu Đậu chính là thái tử điện hạ của tộc viên hầu bọn huynh. Bạch Khởi ung dung nói. Gì cơ, thái tử á, Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên không tin vào tai mình. Bạch Khởi trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, thái tử của tộc viên hầu bọn huynh, truyền thừa huyết mạch sẽ không sai đâu. Chuyện này là thật ư? Dương Bách Xuyên ngu người luôn, hắn vẫn còn nhớ hồi đó Hầu Đậu Đậu là một con khỉ hoang mình bắt được trong ngọn núi ở quê. Bởi vì nó bắt nạt con trồn nên mới bị hắn bắt, sau đó sư phụ nói Hầu Đậu Đậu có huyết mạch thông tí viên hầu một trong tứ hầu hỗn thế, là dị chủng hồng hoang. Vì vậy Dương Bách Xuyên mới thu phục nó làm linh thú. Nhưng bây giờ đại ca kết nghĩa Bạch Khởi lại nói Hầu Đậu Đậu là thái tử của tộc viên hầu bọn họ. Con mẹ nó, thân phận của con khỉ chết tiệt đột nhiên thay đổi 180 độ, còn oai hơn chủ nhân của nó. Bạch Khởi chậm rãi cất lời, trong ký ức truyền thừa huyết mạch của Vi Huynh có một đoạn tổ huấn, ngày thái tử của tộc viên hầu bọn Huynh xuất hiện chính là lúc tộc viên hầu bọn Huynh trở lại tam giới. Trên thế gian có rất nhiều hầu tộc, trong hầu tộc có 4 loài sở hữu cấp bậc huyết mạch cao quý nhất, gọi là tứ hầu hỗn thế. Trong chư thiên có ngũ tiên là thiên địa thần nhân quỷ, có ngũ trùng là Luy Lân Mao Vũ Côn. Tứ hầu hỗn thế không phải tiên, không phải thần, không phải nhân, không phải quỷ, cũng không phải Luy, không phải Lân, không phải Mao, không phải Vũ, không phải Côn, không thuộc 10 loài trên, nằm ngoài tam giới ngũ hành. Mỗi loài tứ hầu hỗn thế đều thần thông quảng đại, có bản lĩnh riêng. Thứ nhất là Linh Minh Thạch Hầu giỏi biến hóa, biết thiên thời địa lợi, đổi vật rời sao. Thứ hai là Xích Khao Mã Hầu, hiểu âm dương, tinh nhân sự, giỏi xuất nhập, thoát chết sống lâu. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu cầm nắm cả mặt trời mặt trăng, thu nhỏ cả nghìn núi, phân biệt được giữ lành, đùa cợt cả trời đất. Thứ tư là Lục Nhĩ Di Hầu xét thông lý lẽ, biết việc sau trước, muôn việc sáng thông,
có thể thiên biến vạn hóa. Vua của bốn hầu tộc này gọi là vua Linh Minh Thạch Hầu, vua Xích Khao Mã Hầu, vua Thông Tý Viên Hầu và vua Lục Nhĩ Mi Hầu, tương ứng với bốn hoàng tộc. Tiếc là không biết tại sao bốn hoàng tộc lại biến mất trong tam giới. Tổ tiên tộc Viên Hầu bọn huynh là Thông Tý Viên Hầu. Vật đổi sao rời, tộc Thông Tý Viên Hầu chính thống đã biến mất từ lâu. Trong mỗi huyết mạch Viên Hầu đều để lại ký ức truyền thừa, nếu gặp được Thông Tý Viên Hầu thì chắc chắn sẽ có cảm ứng huyết mạch. Vì vậy vừa rồi huynh lập tức cảm ứng được Thái tử Điện Hạ. Trong ký ức truyền thừa huyết mạch, Hoàng đế Bệ Hạ của bọn huynh nói rằng một khi huyết mạch Thông Tý Viên Hầu xuất hiện lần nữa, thì đó chính là Thái tử của Thông Tý Viên Hầu, và cũng là lúc tộc Viên Hầu trở lại tam giới. Thế nên hiền đệ à, vi huynh xin đệ hãy nể mặt vi huynh, sau này đừng đánh Thái tử Điện Hạ của bọn huynh nữa. Sau khi Bạch Khởi nói xong, lần này đến lượt tên họ Dương nào đó khóe miệng giật điên cuồng. Hắn lẩm bẩm trong lòng, Thái tử Viên Hầu chó má, Hầu Đậu Đậu là linh thú của mình muốn đánh thì đánh. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ vẫn phải nể mặt đại ca Bạch Khởi. Hắn mỉm cười nói, đại ca, coi huynh nói kìa, sau này đệ không đánh Hầu Đậu Đậu nữa là được chứ gì. Nhưng huynh có chắc con khỉ chết tiệt này là Thái tử Điện Hạ của tộc Viên Hầu các huynh không? Truyền thừa huyết mạch tuyệt đối không sai, vi huynh chắc chắn rằng lúc nãy huyết mạch của vi huynh cộng hưởng với Thái tử Điện Hạ. Tuy hiện tại huyết mạch của Thái tử Điện Hạ chưa phản tổ hoàn toàn, nhưng vi huynh khẳng định sau này hắn trưởng thành sẽ là Thông Tý Viên Hầu huyết mạch thuần chủng. Giọng điệu của Bạch Khởi rất trịnh trọng, nghiêm túc. Khóe môi Dương Bách Xuyên dần giật, hắn nhìn Hầu Đậu Đậu bày ra vẻ mặt vô tội, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hắn là chủ nhân của Hầu Đậu Đậu, Hầu Đậu Đậu là linh thú của hắn. Hầu Đậu Đậu đã trở thành thái tử của tộc Viên Hầu, vậy hắn chẳng phải là thái thượng hoàng sao? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Hắn thầm nhủ, xem ra sau này mình phải đối xử với tên ngốc Hầu Đậu Đậu này tốt một chút. Biết đâu tương lai nó đăng cơ làm vua, mình là chủ nhân có thể làm thái thượng hoàng phải không? Trong lúc tên họ Dương nào đó thả trí tưởng tượng bay cao bay xa, Bạch Khởi lại lên tiếng, mời hiền đệ đi cùng vi huynh tặng hiền đệ một món quà gặp mặt. Một là để cảm ơn hiền đệ đã cứu phu nhân và con của ta. Hai là thay mặt tộc Viên Hầu cảm ơn hiền đệ đã đưa Thái tử Điện Hạ đến với tộc Viên Hầu chúng ta. Thích, không cần đâu đại ca. Dương Bách Xuyên liên tục xua tay. Nhưng Bạch Khởi dứt khoát túm cổ tay hắn. Hiền đệ đừng từ chối, món quà vi huynh tặng đệ cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Đó là động phủ mà chủ nhân để lại, vi huynh thấy chỉ có đệ mới thích hợp sở hữu món chi bảo kia. Sau đó Bạch Khởi kéo Dương Bách Xuyên đến một góc đại điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.